Chương 44. Lúc Tiêu Ngọc Hoành ngồi máy bay đến thành phố Y thì đã là buổi trưa. Hắn bèn kiếm một cửa hàng KFC vào ăn qua loa một chút, thuận tiện mở điện thoại mình ra. Khu Hạnh Phúc ngay mé KFC là một khu nhà đã xây từ lâu. Tìm thông tin trên mạng thấy nói trong đó có đến nửa là người thuê trọ. Vì thế số người rất lớn, muốn tìm một người không dễ. Manh mối duy nhất chính là Vương Tiểu Thiên, nếu như người đăng nhập tài khoản hắn quả thực có liên quan đến Vương Tiểu Thiên. Tiêu Ngọc Hoành mở video hôm qua quay ra. Trong video, Vương Tử Thiên đang cúi đầu bóc vỏ kẹo, sau đó cho que kẹo vào miệng. Ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn đang cầm điện thoại, liền ngượng ngùng giơ chữ V với máy quay. Sau đó liền quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, đáy mắt phản chiếu lại ánh đèn bên ngoài. Tất cả đều là vui vẻ và phấn khích. Dẫn cậu đi khu vui chơi quả nhiên là lựa chọn đúng đắn. Một phát biến thành cậu bé đáng yêu ngay. Tiêu Ngọc Hoành vô cùng hài lòng với công tác hướng đạo của mình ngày hôm qua. Tự cho mình một review 5 sao, sau đó lại đổi video. Một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo liền mũ lông tai mèo xuất hiện trong video, ngồi trên giường màu trắng, động tác gượng gạo giơ hình trái tim với máy quay. Sư phụ chôm chôm, moa. Tiêu Ngọc Hoành để điện thoại xuống, không nhịn được cười. Sau khi đoán được thiếu nữ từng khiến mình nhìn mà động lòng không thôi này, thực ra là Vương Tiểu Thiên. Xem mà chỉ muốn cười, thậm chí còn có chút không dám nhìn thẳng. Nhưng hệ số đáng yêu lại tăng vọt lên gấp đôi. Lợi hại, anh Vương xã hội ta, tàn nhẫn không nhiều lời, vì hack nick của hắn mà cũng liều mạng luôn. Tiêu Ngọc Hoành lại cầm điện thoại lên, xem một chút, sau đó lại nhịn cười, để xuống. Tâm trạng muốn xem mà không dám xem thật là kỳ diệu. Cứ cầm lên đặt xuống như thế, một bữa ăn bình thường lại nhờ video giả gái của Vương Tiểu Thiên, đều vì thế mà trở nên vui 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 vẻ. Nể mặt đôi tất giấy, không giận cậu nữa. Nghĩ lại thì cậu đã không từ thủ đoạn mà làm đến mức này, thế mà vẫn không hack được tài khoản của hắn, cũng thấy hơi hơi đáng thương. Tiêu Ngọc Hoành thật muốn xoa đầu Vương Tiểu Thiên. Trả tiền xong, sau đó hớn hở đi sang khu Hạnh Phúc tìm chứng cứ. Hắn thử hỏi mấy người bảo vệ xem có nhà nào họ Vương không, vì trông hắn cao phú soái, thế nên rất được tin tưởng. Không ai coi hắn là kẻ vi phạm pháp luật do hỏi thông tin riêng, thậm chí có người bảo vệ còn coi hắn là người nước ngoài, vì thế đều đáp lại rất nhiệt tình. Nhưng không có ai cung cấp được thông tin hữu dụng. Người đăng nhập tài khoản của Vương Tiểu Thiên chắc là anh trai cậu, tuy Vương Tiểu Thiên không có anh trai. Tiêu Ngọc Hoành đang rầu rĩ không biết phải làm kiểu gì. Không biết phải tìm kiểu gì thì một cô gái mặc áo liền mũ lông xù tai mèo đáng yêu xuất hiện, khiến Tiêu Ngọc Hoành lập tức trợn mắt. Cô gái tuổi chưa lớn lắm, chừng 16-17, buộc tóc đuôi ngựa, mặt trứng ngỗng, da dẻ trắng nõn, đi trên đường khá là bắt mắt. Có thể coi đây là thiếu nữ xinh đẹp cấp 7 điểm. Nhưng Hàn Tuyết Thiên là thiếu nữ xinh đẹp 11 điểm. Thêm cho nàng một điểm cũng chẳng sợ nàng kiêu. Tiêu Ngọc Hoành chợt nhớ ra Vương Tiểu Thiên có một cô em gái, hình như là con của cô dâu. Bố qua đời sớm, nói như vậy, cô bé chưa chắc đã mang họ Vương. Ồ, hôm qua hai người còn gọi điện cho nhau nữa. Cô bé cầm túi rác ném vào thùng rác xong bèn đi ra cổng khu, trông bộ dạng có vẻ định đi ra ngoài. Vì Tiêu Ngọc Hoành đặc biệt bắt mắt nên cô bé nhìn thấy hắn, mắt lập tức sáng lóe lên. Nhưng không phải ánh mắt quen biết hắn, chỉ đơn thuần là cô gái động lòng khi thấy trai đẹp thôi. Tiêu Ngọc Hoành nghĩ ngợi, không đi theo hỏi mà lấy điện thoại ra, giả vờ vừa nghịch vừa chờ người. Chờ cô bé đi qua hắn rồi, hắn mới hướng theo bóng lưng cô mà gọi. Vương Tiểu Thiên! Nếu như cô bé quen Vương Tiểu Thiên, cô bé chắc chắn sẽ quay đầu lại theo bản năng. Sau đó, cô bé quay đầu lại. Bingo! Tiêu Ngọc Hoành cười, đang định đi về phía cô thì cô bé chớp mắt nhìn hắn một hồi, sau đó như hiểu ra điều gì, biến sắc xoay người co cẳng chạy. Tiêu Ngọc Hoành sửng sốt, sau đó sải chân đuổi theo. Người đi trong khu lập tức trông thấy một anh đẹp trai chạy đuổi theo một cô xinh gái, cũng không ai ngạc nhiên mà đều cảm thán. Thanh xuân mà. Cô bé nào chạy được Tiêu Ngọc Hoành, đây là người còn chạy nhanh hơn người chạy 100 m đạt huy chương đồng. Thế nên cô chưa chạy ra được đến cổng thì đã bị Tiêu Ngọc Hoành túm được. Em đừng sợ, anh là bạn cùng lớp anh trai em. Tiêu Ngọc Hoành túm cánh tay cô vội vã nói, để ý thấy có rất nhiều người trong khu đang nhìn hai người. Cô bé thở hổn hển nhìn hắn, nuốt nước bọt rồi đầu hất lên, há miệng. Gì cơ, tôi không có anh trai. Hả? Tiêu Ngọc Hoành ngẩn ra, sau đó tỏ vẻ không tin. Bản nãy anh gọi Vương Tiểu Thiên, rõ ràng em quay lại mà. Anh gọi to thế, ai mà chẳng quay lại nhìn. Cô gái đã bình tĩnh lại. Thế sao em lại chạy? Vì trông anh giống người xấu. Tiêu Ngọc Hoành buồn rồi. Lớn từng này nhưng đây là lần đầu tiên bị nói giống người xấu, lại còn là một cô bé chứ.
Lòng chắc chắn cô bé này chính là em gái Vương Tiểu Thiên, nhưng người ta không thừa nhận. Tiêu Ngọc Hoành cũng không thể đi thăm dò hộ khẩu cô bé được. Không, có lẽ là trên hộ khẩu cũng chưa chắc đã tìm được quan hệ giữa cô và Vương Tiểu Thiên. Thế nên Tiêu Ngọc Hoành nghĩ ngợi rồi thân thiện mời cô. Chúng ta tìm một quán cà phê ngồi một lúc được không? Không được. Cô bé từ chối thẳng, sầm mặt lạnh nhạt nói. Tôi phải đi trông tiệm cho mẹ, xin hãy buông tay ra. Bà chấm. Cô chắc chắn là em gái Vương Tiểu Thiên. Thái độ tránh người nghìn dặm này quả thực y như đúc. Tiêu Ngọc Hoành nghĩ, tuy bị nói là người xấu nhưng vẫn mỉm cười tỏ vẻ người tốt. Vậy anh đưa em sang đó nhé, thuận tiện xem thử cửa tiệm nhà em luôn. Cô bé không ngờ hắn lại quấn giết lấy như vậy, thế là hoảng loạn cau mày, vì không muốn hắn đi theo đến cửa hàng nhà mình. Cánh tay lại bị hắn túm chặt, cô bé hết cách, đành phải lùi bước. Thôi, thôi vậy, cứ tìm quán nào ngồi đi. Tiêu Ngọc Hoành thở phào, sau đó dẫn cô bé ra khỏi khu nhà. Vốn định tìm quán cà phê nhưng lại không tìm được, đành sang một nhà hàng khá là thoải mái. Muốn ăn gì thì cứ gọi nhé. Tiêu Ngọc Hoành vừa lịch sự vừa khách sáo nói, ra hiệu cho cô bé xem thực đơn. Cô bé đứng dậy. Tôi vào nhà vệ sinh. Sau đó không chờ Tiêu Ngọc Hoành trả lời, đã nhanh chân đi thẳng vào nhà vệ sinh. Chắc là đi kiếm Vương Tiểu Thiên bàn bạc rồi. Tiêu Ngọc Hoành bình thản uống một ngụm trà, sau đó gọi phục vụ đặt mấy thứ đồ ngọt, sau đó cũng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nam nữ chỉ cách nhau một bức tường, nghe động tĩnh thì cách âm không tốt lắm. Tiêu Ngọc Hoành bèn rón rén đi vào một phòng riêng lấy điện thoại ra, mở ghi âm rồi áp điện thoại vào tường. Tuy nghe trộm động tĩnh bên nhà vệ sinh nữ hơi không quân tử, có điều để lấy được bằng chứng thì cũng phải kệ thôi. Cũng không thể vạch trần âm mưu của Vương Tiểu Thiên mà không có chứng cứ. Tên đó chắc chắn có đánh chết cũng không chịu nhận. Tiêu Ngọc Hoành đoán đúng rồi, cô bé vừa vào phòng vệ sinh đã lấy điện thoại ra gọi điện cho Vương Tiểu Thiên. Vương Tiểu Thiên đang chơi game, tuy Tiêu Ngọc Hoành không lên, nhưng sau khi bị kéo vào thế giới này rồi, cậu bất ngờ phát hiện ra game rất thú vị. Hơn nữa còn ôm ý nguyện vĩ đại, sau này sẽ lấy được trang bị đỉnh cấp của Tiêu Ngọc Hoành, rồi sẽ mặc vào người mình, đi chém giết một trận cho sướng. Thế nên luyện cấp cũng đặc biệt nhiệt tình. Cấp thấp thì đến cái quần tài lọn đỏ cấp 85 kém nhất của tên này cũng không mặc được. Nhận điện thoại của em gái, Vương Tiểu Thiên cũng chẳng để ý lắm, ngồi trên giường trên, thảnh thơi alo một tiếng. Anh, chết rồi, bạn học kia của anh đến tìm em rồi. Em gái trốn trong phòng riêng đè giọng la lên với điện thoại. Vương Tiểu Thiên sửng sốt, vẫn chưa phản ứng được ngay. Sao cơ? Chính là cái tên coi thường sinh tử ấy. Em gái hoang mang nói, cái giọng trầm của hắn em nghe cái là nhận ra luôn. Tên này cũng giả hoạt lắm, cố ý gọi tên anh về phía em theo bản năng quay lại, sau đó hắn liền cười hề hề với em. Cũng mà em nhanh trí, co cẳng chạy luôn. Vương Tiểu Thiên nghe mà hết hồn, trèo từ giường trên xuống cầm điện thoại đi ra ngoài. Sau đó thì sao? Còn thắc mắc sao Tiêu Ngọc Hoành dậy sớm thế? Hóa ra là đi máy bay chạy đến thành phố Y. Giỏi lắm, không nói tiếng nào, vượt cả nửa Trung Quốc. Sao hắn không ngồi tên lửa thăng thiên luôn đi? Sau đó thì em bị hắn bắt được. Em gái sợ sệt, giờ đang ngồi trong nhà hàng với hắn đây, làm sao bây giờ anh? Vương Tiểu Thiên vừa đi xuống dưới lầu vừa cau mày nghi hoặc. Sao hắn lại nhận ra em? Cho dù có địa chỉ IP của em cũng không thể tra được là nhà nào mà. Em đang mặc áo khoác anh gửi cho em mà, em gái nói. Còn không quên khen một câu, mặc đẹp lắm ý, chỉ tội hơi rộng. Vương Tiểu Thiên nghe xong hối hận chết đi được, biết thế đã không tiết kiệm mà vứt luôn quần áo cho rồi. Lần này thì hay, em gái bị bắt tại trận, vai diễn này cậu còn giữ được không đây? Ngồi xuống ghế dài dưới tàng cây dưới lầu, Vương Tiểu Thiên trầm mặt nghĩ một hồi rồi hỏi cặn kẽ tình hình em gái. Vậy giờ hắn đã chắc chắn anh là Hàn Tuyết Thiên rồi à? Nghĩ lại thì rất có khả năng là lậu từ hôm qua. Vương Tiểu Thiên nhớ đến lúc hắn ngồi trên xe đột nhiên nói cậu giống Hàn Tuyết Thiên. Chậc, Vương Tiểu Thiên đỏ mặt không vui. Giả gái bị lộ xong, dây thần kinh xấu hổ mới liền lại. Em gái nghĩ nghĩ rồi phủ nhận. Em nghĩ hắn mới chắc chắn được 7-8 phần thôi, nhưng vì không có chứng cứ nên mới phải chạy đến tìm em xác minh. 7-8 phần, vậy tức là còn 2-3 phần cơ hội chuyển biến. Vương Tiểu Thiên bèn nghiêm túc hỏi. Vậy em đã để lộ anh chưa? Làm sao được chứ, làm em gái đương nhiên phải bảo vệ anh trai rồi. Em gái nói rất nghĩa khí, cuối cùng lại bổ thêm một câu. Anh mà ngồi tù thì nhà mình cũng mất mặt. Anh còn cái gì chưa làm nữa chứ? Vương Tiểu Thiên tức phát điên, rất không cam lòng. Mẹ nó, chưa đến đổ con gái anh cũng mặc rồi. Kết quả đến cái quần đùi của hắn, anh cũng không trông được. Được rồi, đừng nghĩ vụ trông quần đùi nữa. Mau nghĩ cách đi anh. Em gái nói, hơi sốt ruột. Em vào nhà vệ sinh được một lúc rồi, còn không ra, chắc hắn tưởng em táo bón mất. Vương Tiểu Thiên cũng biết chuyện quá cấp bách, thế là nghiêm túc suy nghĩ, đầu cậu cũng nhanh nhạy, lập tức nảy ra một ý rất láo toét.
Em à, giờ em đang mặc bộ trong livestream phải không? Ừ, sau đó trong tay hắn không có chứng cứ chứng minh anh là Hàn Tuyết Thiên phải không? Em đoán thế. Sau đó người đăng nhập tài khoản hắn là em phải không? Đúng rồi, không phải anh bảo em đăng nhập à? Vậy từ giờ trở đi, em chính là Hàn Tuyết Thiên rồi. Hả? Em gái sửng sốt, kinh ngạc, sau đó đau đớn kêu lên. Em bảo vệ anh như thế mà anh lại muốn bán em. Tiêu Ngọc Hoành đang nghe trộm trong phòng vệ sinh nam, bị Vương Tiểu Thiên làm phì cười. Bi thảm quá đi, anh trai vì hack nick mà vô tình bán cả em gái. Quả nhiên là anh Vương xã hội ta, tàn nhẫn không nhiều lời. Lợi hại, bội phục, thuận tiện, khinh bỉ, khinh bỉ. Cảm thấy nghe trộm cũng tạm tạm rồi, không để em gái Vương Tiểu Thiên nghi ngờ. Tiêu Ngọc Hoành bèn cầm điện thoại lưu lại đoạn ghi âm, sau đó rón rén ra khỏi vào nhà vệ sinh. Còn trong nhà vệ sinh nữ bên cạnh, em gái còn đang đau đớn không thôi. Anh không được đâu, anh em mình đâu có giống nhau. Trước Á Châu Tam Đại Tà Thuật, không có cái gì giống với không giống. Vương Tiểu Thiên lấy bản thân làm ví dụ. Em xem, anh trang điểm xong, có ai nhận ra anh đâu. Em trang điểm vào, chắc chắn cũng có thể thay đổi diện mạo. Cứ nói dóc với hắn, nói dóc linh ta linh tinh. Bảo em lúc livestream trang điểm rồi, lại mở 360 nữa. Vì thế nên trông hơi khác. Anh lừa trẻ con à? Nó là con anh, người ngốc tiền nhiều, có thể lừa được. Vương Tiểu Thiên cũng biết như thế chỉ là miễn cưỡng lấp liếm, nhưng cậu thực sự không muốn ngã ngựa. Nếu như ngã từ lúc chưa mặc đồ nữ thì cùng lắm bị oánh như từ một trận, cậu cũng chấp nhận. Nhưng giờ đã mặc cả đồ nữ rồi, cậu muốn nhảy từ trên ban công ký túc xuống. Nhưng mà... Em à, nửa đời sau của anh trai em có thể làm được người bình thường không? Đều nhờ cả vào em đó. Vương Tiểu Thiên cầu khẩn. Tết về anh sẽ bóc quýt cho em ăn. Em gái mềm lòng, nghĩ lại thì người kiêu ngạo như anh trai cô, nếu bị lộ ra là giả gái, có khả năng sẽ thực sự không thể sống nổi trong trường. Tuy cũng là tự cậu bày ra, nhưng làm em gái, chung quy vẫn không nhẫn tâm, giờ mới bất lực đồng ý. Được rồi, em gái tỏ vẻ vụ này để cô lo vậy, nhưng trước khi hành động vẫn tò mò hỏi một câu. Sao anh lại hận hắn vậy? Anh trai mình tuy tính tình không ra làm sao, nhưng cũng không vô duyên vô cớ ghét người khác. Chủ động đi sửa lưng người khác thế này, theo cô biết cũng là lần đầu tiên. Trừ phi lòng cực kỳ hận, bằng không sẽ không phải cố chấp như thế. Vương Tử Tiên không muốn nói lắm, nhưng giờ quyền sinh sát thuộc về em gái cậu, đành phải nói thật. Hắn cầm dép đánh mông anh. Còn vụ kéo từ giường trên xuống ném xuống đất, còn bị đạp vào ngực. Cậu không nói ra, sợ em gái lo lắng, cảm thấy cậu ở trường bị sỉ nhục. Em gái phì một tiếng cười. Chỉ vì chuyện này thôi. Em không hiểu đâu, thứ hắn đánh không chỉ có mông anh, mà còn cả tôn nghiêm của anh nữa. Vương Tiểu Thiên nói nghiêm túc. Cơn giận này không trút ra được, cả đời anh sẽ không quên được hắn. Bà chấm. Đúng là hận sâu thật, nhưng vì lý do hơi hài hước nên em gái không phát biểu ý kiến nữa. Được, em ra ngoài lấp liếm hắn cho anh đây. Em gái ưỡn ngực, dám đánh mông nam bảo duy nhất nhà cô, không thể nhịn được. Em gái tỏ ý sẽ để Tiêu Ngọc Hoành mở mang kiến thức về khí thế bá vương của một cô gái lớp 11. Vương Tiểu Thiên nghĩ nghĩ không yên tâm mà dặn cô. Nếu như hắn hỏi chuyện trong game thì em cứ đáp qua quýt cho xong nhé. Yên tâm đi, hôm qua em mới đọc xong bài anh đăng rồi. Đại ý cũng biết được một số việc của hai người. Em gái chắc chắn. Vương Tiểu Thiên lại bổ sung. Với cả nếu hắn hỏi chuyện khách sạn Mã Thị, em cứ bảo hồi trước em đến thành phố X đi du lịch, tiện tay cầm hộp giấy ăn của khách sạn về. Trộm hộp giấy ăn của khách sạn, kém đến thế sao? Em gái không hiểu thao tác này. Hắn hỏi đến thì đáp vậy là được, Vương Tiểu Thiên nói. Giờ không phải lúc để giải thích tường tận cho em gái nghe. Hiểu rồi, em gái đáp. Sau đó cúp máy, sửa sang lại tóc và bộ đồ tai mèo đáng yêu xong, hít một hơi thật sâu, đi nhanh ra ngoài. Để anh đợi lâu rồi, em gái ngồi xuống, mỉm cười với Tiêu Ngọc Hoành. Thực ra ấy mà, tôi chính là Hàn Tuyết Thiên. Ồ, Tiêu Ngọc Hoành hơi đổi sắc mặt, sau đó khóe miệng cong lên, trong đầu có một suy nghĩ. Có chết cũng không muốn ngã ngựa phải không? Hay lắm Vương Tử Thiên, được, lớp trưởng tôi chơi với anh. Chương 45. Vương Tử Thiên không còn tâm trạng nào mà chơi game. Về đến phòng rồi bèn cầm ba lô lên thư viện, vừa đọc sách vừa nôn nóng chơi điện thoại của em gái. Đến 3 giờ chiều em gái cậu mới gọi điện lại cho cậu. Vương Tiểu Thiên lập tức cầm điện thoại chạy ra chỗ vắng người nghe, vừa há miệng đã hỏi. Sao rồi? Xong xuôi rồi. Giọng em gái nghe rất đắc ý. Vương Tiểu Thiên lại sững ra. Xong xuôi rồi. Tiêu Ngọc Hoành đâu có dễ xử như vậy nhỉ? Ừ, toàn bộ quá trình em nắm thế chủ đạo, chủ động tán gẫu mấy chuyện của hai người mà em biết. Hắn ta ban đầu còn không tin, nhưng em nói mãi rồi hắn cũng dần dần chịu tin. Em gái cười nói, nghĩ đến Tiêu Ngọc Hoành thỉnh thoảng lại. Ồ,
Em vẫn nhớ à? Đúng đúng. Thế là lại vô cùng tự tin, nói chắc chắn. Dù hắn vẫn chưa tin hoàn toàn, nhưng cũng tin 7-8 phần rồi. Tuy Vương Tiểu Thiên vẫn còn nghi ngờ với lời em gái nói, nhưng sự bất an trong đáy lòng cũng nguôi đi chút ít. Bèn hỏi. Hắn không hỏi chuyện ở X đấy chứ? Hỏi rồi, bảo em là nhà hắn cũng ở X. Hỏi em đã từng đến đó chưa? Thế là em nói như anh dặn thôi. Em gói nói xong còn ngượng ngùng. Anh, sao anh lại trộm hộp giấy ăn của khách sạn? Không trộm, anh trộm cái đó làm gì? Giờ Vương Tiểu Thiên mới giải thích cho cô biết. Anh sang khách sạn gần trường livestream, không cẩn thận để hộp giấy ăn lọt vào ống kính. Sau đó trên hộp giấy ăn có ghi địa chỉ khách sạn, thế là bị hắn phát hiện. Thảo nào hắn lại nghi ngờ anh. Livestream ngay trong khách sạn gần trường, người bình thường đều sẽ liên tưởng đến khả năng là sinh viên cùng trường. Có điều làm sao hắn nhận ra anh được? Em gái vẫn khá nghi ngờ chuyện này. Anh mặc đồ nữ rồi, trang điểm vào, khác anh bình thường lắm luôn. Nếu anh không gửi bộ đồ này cho em cũng không dám chắc chắn đó là anh. Chắc là hắn trước giờ vẫn nghi ngờ anh, Vương Tiểu Thiên đoán. Anh mới lập tài khoản tiếp cận hắn mấy hôm đã bị hắn đoán ra, sau đó nhờ anh Trần đăng nhập giúp, rồi biến giọng ngụy trang mới làm hắn thôi nghi ngờ. Sau đó giờ lại bị hắn phát hiện chút manh mối, thế là lại nghi sang anh luôn. Sau này anh sẽ cẩn thận hơn. Vẫn muốn hack nick à? Em gái cảm thấy ông anh mình cố chấp quá. Nói khó nghe thì chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lễ. Vì thế để chính cậu tự tìm đường chết, cô bèn khuyên. Hay là thôi đi, không phải chỉ bị ăn mấy cái dép vào mông sao? Lấy bảng điểm mà anh tự hào nhất ra ném vào mặt hắn. Sau đó cho hắn một cái miệt thị của học bá, không phải sướng hơn à? Vương Tiểu Thiên sầm mặt. Hắn điểm cao hơn anh. Hắn thứ nhất, anh thứ hai. Từ lúc nhập học đã thế rồi, trên đầu anh cứ lửng lơ một cái chùy, kiểu gì cũng không đấu lại được. Với lờ, vừa cao vừa giàu vừa đẹp trai, giờ lại thêm một thuộc tính IQ cao nữa. Hắn coi mình là nam chính ngôn tình à? Em gái nghe xong không thể nhịn nổi. Anh, thì hắn, còn để người bình thường sống nữa không? Thấy chưa? Người như vậy phải đập cho một trận cho xỉu bớt cái thứ nhuệ khí của hắn đi. Vương Tiểu Thiên hậm hực tán thành, cuối cùng lại dạy dỗ. Con gái đừng nói VL. Em gái ngượng ngùng, sau đó lại hàn huyên mấy câu với Vương Tiểu Thiên rồi cúp máy. Vương Tiểu Thiên dù đã được em gái an ủi nhưng lòng vẫn bồn chồn, cứ thế thấp thỏm ngồi trong thư viện đọc sách mấy tiếng đồng hồ, rồi đeo ba lô ra nhà ăn ăn cơm. Từ Ngọc Hoành giờ chắc đang trên đường về rồi, Vương Tiểu Thiên thầm nghĩ, cầm điện thoại lên xem giờ, 7 giờ, còn em gái gọi điện đến lúc 3 giờ, vậy thì chắc hẳn lúc này hắn đã xuống máy bay. Đang nghĩ vậy thì Tiêu Ngọc Hoành bỗng mọc ra từ bên cạnh, bình thản chào cậu. Ăn cơm à? Vương Tiểu Thiên bị hắn làm giật mình suýt nữa thì nhảy dựng khỏi ghế, cả người nơm nớp. Còn Tiêu Ngọc Hoành thì cười xoa đầu cậu, sau đó xoay người đi ra chỗ cửa sổ. Vương Tiểu Thiên nuốt nước bọt, sợ sệt nhìn theo bóng lưng cao gầy của hắn rồi cúi đầu ăn cơm, cũng không cố ý tăng tốc độ để lảng tránh. Hai người ở cùng phòng ký túc, cậu tránh đi chỗ nào được. Một lát sau, Tiêu Ngọc Hoành bèn bưng khay về. Hắn ăn mì, một bát hai lạng, còn có hai cái bánh bao nhân thịt. Vương Tiểu Thiên phát hiện hắn thích ăn mì. Cho này. Tiêu Ngọc Hoành đưa một cái bánh bao thịt cho cậu. Vương Tiểu Thiên bèn đưa trả hắn một cái voucher ship cơm miễn phí. Sau đó hai người một người an tâm ăn bánh bao, một người tiện tay cho voucher vào trong túi quần. Vương Tiểu Thiên vừa ăn vừa lặng lẽ nhìn hắn. Có lẽ là chú ý thấy tầm mắt cậu, Tiêu Ngọc Hoành bỗng ngẩng lên nhìn cậu. Ánh mắt hai người giao nhau. Sau đó Tiêu Ngọc Hoành cười. Vương Tiểu Thiên tránh đi, nhưng nghĩ lại mình tránh mắt đi như vậy không phải trông rất chột dạ sao? Thế là lại thoải mái nhìn sang. Tiêu Ngọc Hoành cũng thoải mái nhìn cậu, hai người nhìn nhau cách một cái bàn. Anh nhìn tôi nhìn anh. Anh nhìn gì? Cậu nhìn gì? Tôi nhìn anh thôi. Trùng hợp ghê, tôi cũng nhìn cậu thôi. Tiêu Ngọc Hoành cười, Vương Tiểu Thiên thì sầm mặt, cảm giác mình bị lây cái ngốc của hắn rồi. Tiền nhiều sao không lây cho cậu đi? Vương Tiểu Thiên muốn thuộc tính tiền nhiều cơ. Do dự một chút, Vương Tiểu Thiên bình thản hỏi. Tâm trạng cậu có vẻ tốt nhỉ, về nhà có chuyện vui à? Cậu đang thăm dò, giả vờ bình thản nhưng thực ra tim đang đập rất nhanh. Tiêu Ngọc Hoành nhìn cậu, đáy mắt mang ý cười. Có chuyện vui. Nói xong bèn cúi đầu ăn mì. Nói rõ ràng đi chứ, khốn kiếp. Vương Tiểu Thiên muốn hỏi tiếp nhưng lại không dám hỏi, sợ mình hỏi nhiều quá sẽ bị nghi ngờ. Đành phải ngoài mặt lạnh lùng, trong bụng ấm ức, cúi đầu gặm bánh bao. Thế nên khi Tiêu Ngọc Hoành lại ngước mắt lên, nhìn cậu, liền thấy đôi mày cậu cau lại, đôi mắt đen láy phản xạ lại ánh đèn nhà ăn, mang theo một tầng hơi nước. Lòng không khỏi mềm đi mấy phần. Giả vờ lạnh lùng cũng không giả vờ kỹ một chút, xem anh đáng thương chưa kìa. Tiêu Ngọc Hoành bèn nói thẳng, thực ra hôm nay tôi không về nhà, tôi đi thành phố Y, gặp Hàn Tuyết Thiên rồi.
Vương Tiểu Thiên giật mình, trong nháy mắt không biết nên thể hiện thế nào. Cậu hơi bất ngờ vì Tiêu Ngọc Hoành lại nói trắng ra như vậy. Cậu lại không rõ hắn đang thăm dò mình hay là thực sự không còn nghi ngờ gì mình nữa. Nghĩ vài giây, Vương Tiểu Thiên mới giả vờ kinh ngạc nhìn hắn. Đi thành phố Y tìm Hàn Tuyết Thiên, tình duyên trong game của cậu ấy hả? Ừ, Tiêu Ngọc Hoành cười nói, một cô gái rất đẹp, tuy hơi khác trong livestream nhưng mặt mộc có thể đạt được 7 phần đã là rất lợi hại rồi. Vương Tiểu Thiên cong khóe miệng, sau đó thản nhiên nói, ừ cũng đúng mà, con gái biết trang điểm hoàn toàn có khả năng biến bản thân thành một người khác. Xem ra hắn thực sự bị em gái mình lấp liếm được rồi. Tâm trạng Vương Tiểu Thiên lập tức khá lên nhiều, lông mày cũng giãn ra. Lại nghe Tiêu Ngọc Hoành bồi thêm một câu, thực ra tôi vốn nghi ngờ anh. Vương Tiểu Thiên lập tức cứng người, nhưng người sở hữu năng lực ứng phó nguy cơ siêu mạnh như cậu lập tức nhíu mày không vui. Nghi ngờ gì? Nghi ngờ anh là Hàn Tuyết Thiên. Tiêu Ngọc Hoàng nhìn thẳng vào cậu, mãn nguyện nhìn thấy mặt Vương Tiểu Thiên trắng bệch ra mấy phần. Sau đó hắn khẽ cười, vươn tay qua bàn ăn chạm vào mặt Vương Tiểu Thiên. Đầu ngón tay ấm áp vuốt lên mắt cậu. Anh có đôi mắt rung động lòng người, giống hệt như cô ấy. Con người trong mắt Vương Tiểu Thiên co lại, sau đó cậu đập mạnh tay Tiêu Ngọc Hoành ra, gào lên. Đừng đùa nữa, ý cậu là tôi giống con gái phải không? Nói xong bèn đứng dậy, bưng khay sải chân đi thật nhanh trước ánh mắt chăm chú của những người khác, bước đi hơi bối rối. Đùa quá rồi à? Tiêu Ngọc Hoành nhướng mày, gọi với theo lưng Vương Tiểu Thiên. Đùa thôi mà. Vương Tiểu Thiên mặc xác hắn, đeo ba lô đi nhanh ra khỏi nhà ăn, cơ thể lạnh ngắt từng cơn, vô cùng hoảng hốt. Hắn phát hiện ra rồi sao? Hay là vẫn chưa? Nếu chưa phát hiện ra thì vì sao phải nói cậu giống Hàn Tuyết Thiên? Nhưng nếu đã phát hiện ra rồi, vì sao chẳng nói gì trước mặt cậu? Vương Tiểu Thiên nghi ngờ không thôi. Sau đó hắn đưa tay sờ lên mặt mình, trên đó vẫn còn vương vấn cảm giác đối phương chạm vào, khiến cậu đột nhiên đỏ bừng mặt. Quả nhiên, chuyện mặc đồ nữ bị phát hiện rồi sao? Vương Tiểu Thiên ôm mặt. Livestream là một chuyện, nhưng bị lộ lại là chuyện khác. Hàn Tuyết Thiên mặc đồ nữ là bình thường, nhưng Vương Tiểu Thiên mặc đồ nữ chính là đại biến thái. Muốn chết quá, Vương Tiểu Thiên rên lên. Tất cả những gì trên mặt lộ ra khỏi kẽ tay đều mang màu đỏ. Ôm Tiêu Ngọc Hoành đi nhảy lầu cho xong. Muốn chết thì cùng chết. Trong nhà ăn, Tiêu Ngọc Hoành đang ăn mì hắt hơi một cái. Sau đó trông thấy hai cô gái ngồi bàn ăn đối diện cầm điện thoại chụp trộm hắn. Tiêu Ngọc Hoành bèn mỉm cười với hai cô, giọng ôn hòa. Ảnh hắt xì hơi thì nhớ xóa đi nhé. Hai cô gái lập tức đỏ mặt. Được, được. Tiêu Ngọc Hoành bèn tiếp tục ăn mì, trong đầu vẫn đang nghĩ chuyện Vương Tiểu Thiên. Sao mà có tí đã giận rồi, hắn bị cậu lừa cả 2 tháng nay mà có giận gì đâu, hắn mới dọa có tí, người kia đã xù lông lên rồi. Tiêu Ngọc Hoành oán thầm, cảm giác Vương Tiểu Thiên y hệt như núi tuyết, a bừa một tí, đã lở tuyết ngay. Chắc là sợ thật rồi, Tiêu Ngọc Hoành vừa ăn vừa nghĩ, điển hình của kiểu có tà tâm mà không có gan tà. Không, gan thì vẫn có, đàn ông có thể vì báo thù mà mặc đồ nữ đều là chân anh hùng. Tiêu Ngọc Hoành khâm phục từ tận đáy lòng. Hay là về an ủi một tí, nói anh làm được chuyện tôi không dám làm. Không, có khi cậu ta còn giận hơn. Nhớ đến khuôn mặt sợ đến trắng bệch của Vương Tiểu Thiên, Tiêu Ngọc Hoành không đến mức áy náy, chỉ là cảm thấy chơi không vui lắm. Thế là ngẫm nghĩ rồi quyết định không trêu cậu như thế nữa. Ăn bát mì 2 lạng xong, Tiêu Ngọc Hoành trở về phòng. Đoàn Sách và cậu béo đang chúi mũi vào máy tính ăn đồ ăn ngoài, còn Vương Tiểu Thiên thì ngồi khoanh chân trên giường trên, mặt bệnh ra như môn thần, vô cùng không vui. Đi đâu thế, mất tầm cả ngày trời? Đoàn Sách quay đầu lại hỏi. Đi thành phố Y tìm vợ. Tiêu Ngọc Hoành nói, để ý thấy Vương Tiểu Thiên lén lút nhìn sang, bèn cười. Là một cô gái tốt. Người ngồi giường trên chớp mắt mấy cái, sắc mặt tốt hơn một chút. Hai người nghe xong đều vô cùng kinh ngạc. Sau đó cậu bé lập tức hỏi, đột ngột quá đấy, lớp trưởng, mày cứ không nói tiếng nào thế mà chạy đi á? Ừ, cũng không xa lắm. Tiêu Ngọc Hoành nói qua loa, chỉ có 3 tiếng máy bay thôi. 6666, Phú Nhị Đại nứt đổ đổ vách. Nứt đố đổ vách quả nhiên khác người thường. Đoàn Sách cười, sau đó tò mò hỏi, cô ấy chủ động cho cậu địa chỉ à? Không, lần trước tôi đưa tài khoản cho cô ấy chơi mà. Sau đó theo địa chỉ IP của cô ấy mà lần sang. Đến đầu khu thì vừa hay nhìn thấy cô ấy mặc cái áo mũ lông tai mèo hôm trước livestream đi ra đổ rác. Thế là chạy đến bắt chuyện với cô ấy thôi. Tiêu Ngọc Hoành nói, vừa liếc Vương Tiểu Thiên qua khóe mắt vừa cười. Có thể thấy giữa tôi và cô ấy vẫn có duyên phận. Duyên phận cái rắm. Vương Tiểu Thiên ngồi giường trên khịt mũi khinh thường,
bắt đầu nghi ngờ có khi Tiêu Ngọc Hoành nhìn trúng em gái mình rồi. Hắn mà dám để ý em gái cậu, cậu sẽ lấy dao phay ra. Thế ngoài đời cô ta thế nào? Cậu béo tỏ ra phấn khích. Có giống trong video không? Có chênh lệch một chút, không trang điểm, nhưng mặt mộc cũng đạt 7 phần rồi. Tiêu Ngọc Hoành nói, nghĩ rồi lại cố tình thêm một câu trước mặt Vương Tiểu Thiên. Có điều tôi vẫn thích cô ấy trong video hơn, vừa trong sáng vừa lả lơi. Vương Tiểu Thiên lại đen mặt, lả lơi. Mặt mộc được 7 phần là tốt rồi. Cậu béo ngưỡng mộ nhìn Tiêu Ngọc Hoành, trang điểm xong thì 10 điểm. Tiêu Ngọc Hoành cười không nói gì, còn Đoàn Sách thì nói vẻ không khen ngợi lắm. Mặt không liên quan mấy, quan trọng là tính cách kia. Trước bọn tôi bảo cậu bình tĩnh, kết quả cậu chẳng thèm nghe. Có điều nếu cậu đã về rồi thì tôi cũng không nói nữa. Nhưng sau này cậu tính thế nào? Đoàn Sách khá nghiêm túc. Cô ấy có phải một cô gái tốt không? Xem bộ dạng cậu, có vẻ định cùng cô ấy tiến thêm một bước. Câu này của Đoàn Sách đã hỏi trúng ý Vương Tiểu Thiên. Nếu Tiêu Ngọc Hoành định tiến thêm một bước, chứng tỏ hắn đã bị em gái cậu qua mặt rồi. Lúc ở nhà An chỉ là tiện miệng nói ra thôi. Dù gì thì hắn, nếu hắn thực sự biết được chân tướng, không thể có ý qua lại với đàn ông được. Có điều cũng có khả năng rất nhỏ rằng hắn đã biết cậu là con trai nên mới vậy. Vì thú vị hoặc là để trả thù ngược mà không tiếc vứt cả tiết tháo cũng phải giả vờ giả vịt chìm chuột với cậu. Vương Tử Thiên cẩn thận nghĩ, vừa chửi vừa phân tích mà quên mất rằng tiết tháo của mình cũng vỡ sạch bách từ lâu rồi. Dự định à? Tiêu Ngọc Hoành nghĩ nghĩ, mắt liếc về phía Vương Tử Thiên vờ như vô tình. Khi thấy người kia cứng người, bèn cười thu mắt lại. Thực ra, tôi yêu cô ấy rồi. Sau khi sang đó, mơ ước lớn nhất cả đời của tôi chính là được thấy cô ấy mặc một bộ đồ thật đáng yêu. Sau đó gọi tôi là ông xã Thơm Thơm. Còn lâu nhé. Vương Tiểu Thiên vô tình từ chối yêu cầu của hắn. Còn Tiêu Ngọc Hoành thì tiếp tục nói. Sau đó sẽ lấy đủ loại trang phục ra để cô ấy thử một lượt. Đồ hầu gái này, đồ y tá này, sườn xám này. Nghĩ thôi là đã muốn cứng rồi. Đừng có cứng chứ. Vương Tiểu Thiên phát ớn, mặt đen như đít nồi. Cậu béo thân là trạch nam cũng vì lời Tiêu Ngọc Hoành mà ngóng theo. Tao cũng muốn xem. Không cho anh xem. Tiêu Ngọc Hoành gạt phát đi. Đoàn Sách cũng cạn lời với hai người này. Cô ấy chắc không mặc đâu nhỉ? Vương Tiểu Thiên ngồi giường trên, nghiêm mặt liên tục gật đầu. Lại nghe thấy Tiêu Ngọc Hoành nói tiếp. Chỉ cần cô ấy chịu mặc, tôi sẽ quỳ xuống hát, chinh phục với cô ấy. Mắt Vương Tiểu Thiên sáng lên. Hết cách rồi, cậu mặc. Chương 46. Tiết tháo là cái gì? Vương Tiểu Thiên quên rồi. Khi cậu từ bỏ tất cả mà mặc đồ nữ vào, cậu đã không còn tiết tháo. Mặc một lần cũng là mặc, mặc hai lần cũng là mặc. Nếu như có thể chắc chắn Tiêu Ngọc Hoành đã từ bỏ nghi ngờ cậu, Vương Tiểu Thiên không ngại từ bỏ tất cả lần nữa để đạt được mục đích. Đã làm nhiều như thế rồi, nếu không trộm được tài khoản của Tiêu Ngọc Hoành, Vương Tiểu Thiên không cam tâm. Vì thế, cho dù nguy cơ đã còn lớn hơn trước đây, cậu vẫn sẽ làm. Không thể để tất cả nỗ lực trước đó vì sợ hãi mà thành vô dụng được. Bản thân đã tự bêu xấu chính mình, này cũng quá đáng thương rồi. Còn Tiêu Ngọc Hoành đùa cợt với Đoàn Sách và cậu béo xong, bèn ra cạnh giường, bắt đầu thay à quần áo. Áo khoác vừa cởi, liền hiện ra một thân hình cơ bắp rắn chắc. Vương Tiểu Thiên tùy ý liếc một cái, hơi ngưỡng mộ. Không ngờ Tiêu Ngọc Hoành nhìn thấy cậu đang nhìn hắn, thế là gồng bắp tay lên, như anh trai cơ bắp. Đẹp chứ? Tiêu Ngọc Hoành cố ý khoe với cậu. Người này đúng là mặt dày. Vương Tiểu Thiên bèn tức giận đáp. Đẹp thì có ăn được không? Tôi không ngại cho anh ăn đâu. Tiêu Ngọc Hoành bèn giơ cánh tay mình sang. Vương Tiểu Thiên cũng bình thản, lấy con dao từ trong túi bút ra giả bộ định cắt thật. Làm Tiêu Ngọc Hoành sợ, vội vàng rụt tay lại. Trêu ai cũng không thể trêu hoa trên non cao. Mặc áo ngủ mùa thu vào, Tiêu Ngọc Hoành mặc đồ mỏng tanh cũng chẳng thấy lạnh. Sau đó lại nói chuyện với Vương Tiểu Thiên, hỏi cậu, còn giận không? Vương Tiểu Thiên ngó lơ hắn, mở máy tính mình lên. Tiêu Ngọc Hoành bèn nói, lúc như ở nhà ăn tôi chỉ nói đùa với anh thôi, sao anh chẳng có tí hài hước nào thế? Vương Tiểu Thiên giờ mới lạnh lùng nhìn sang. Nếu như tôi bảo cậu giống một cô gái nào đó, cô gái đó lại là bà xã tôi, cậu có giận không? Bà xã nhà ai cao những 1m92 chứ? Bà xã người bình thường cũng không đến 1m79. Tương Ngọc Hoành bèn cười với cậu. Thế anh có đẹp không? Nhan cẩu, cút ra. Vương Tiểu Thiên chửi, mắt nhìn về phía máy tính của mình, tỏ vẻ không thèm nói chuyện với nhan cẩu. Nhưng nghĩ nghĩ rồi lại nhìn sang Tương Ngọc Hoành, giọng cảnh cáo không hề thân thiện. Cầm lấy tôi nghĩ ra nghĩ linh tinh. Vương Tiểu Thiên tôi điện nước đầy đủ, đàn ông đích thực. Biết rồi, tôi còn từng tắm cho anh mà. Tương Ngọc Hoành cười nói. Vương Tiểu Thiên là trai hay gái? Hắn rõ ràng hơn ai hết. Vương Tiểu Thiên đỏ mặt, lại nói tiếp. Cậu biết là tốt. Nói xong lại quay về màn hình máy tính. Màn hình quay lưng về phía Tư Ngọc Hoành.
Tiêu Ngọc Hoành cũng chẳng nhìn trộm, mặc bộ đồ ngủ mỏng tanh ra ngồi trước bàn học. Hắn biết Vương Tiểu Thiên vẫn chưa thôi nghi ngờ, mà nếu hắn muốn xem cậu mặc đồ nữ nữa thì phải khiến cậu tin rằng mình đã hoàn toàn tin tưởng em gái cậu chính là Hàn Tuyết Thiên. Như vậy mới có thể khiến cậu có gan hành động. Anh giả gái chơi tôi trước, giờ tôi tương kế tự kế chơi lại cũng không phải lỗi của tôi phải không? Tiêu Ngọc Hoành hớn hở mở máy tính mình lên, mang tâm lý đùa ác, nhưng động lòng thì không thể động lòng nữa. Như thế buồn nôn lắm. Tiêu Ngọc Hoành thấy mừng vì mình sáng suốt, chưa đem cả chân tâm vào tình yêu trên mạng, bằng không thì bị lừa rồi, đau lòng, có khi lại đòi Vương Tiểu Thiên phí tổn thất tinh thần. Hơn nữa cảm xúc hắn thay đổi cũng nhanh, cảm tình dành cho Hàn Tuyết Thiên lúc đầu, sau khi biết cô nàng thực ra là Vương Tiểu Thiên thì lập tức tan thành mây khói. Thay vào đó là vừa tức vừa cười vì cậu bạn đầu têu. Xem bố chương ngược lại đây. Tiêu Ngọc Hoành mở khung chat ra, nhắn tin cho Vương Tiểu Thiên. Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều. Bà xã, lên game chơi đi, moa moa. Vương Tiểu Thiên ngồi giường trên nheo mắt nhìn tin nhắn kia, lòng không chắc chắn lắm. Rốt cuộc là hắn đã phát hiện ra mình hay chưa? Biết mình chính là Hàn Tuyết Thiên rồi thì chắc không thể gọi bà xã mượt như vậy chứ. Nhưng Tiêu Ngọc Hoành cũng là một tên không có tiết tháo. Nghĩ ngợi một hồi, Vương Tiểu Thiên quyết định gặp chiêu chữa gỡ chiêu. Hàn Tuyết Thiên. Được thôi, em đang định lên đây. Moa. Hai người hơi tình giả ý chim chuột một hồi, lại kéo dài mối tình hoa nhựa này thêm một ngày, sau đó tự lên game. Lúc trưa Vương Tiểu Thiên lúc out là đang luyện cấp, thế nên sau khi đăng nhập, nhân vật xuất hiện ở dã khu, chẳng mấy chốc đã có người chơi phát hiện ra cậu. Cũng may không nhờ chuyện đi báo tọa độ, nhưng lại gửi yêu cầu tổ đội. Cùng luyện cấp không? Người chơi nam kia hớn hở hỏi, level gã cao hơn Vương Tiểu Thiên một chút. Tôi dẫn em. Không, Vương Tiểu Thiên lạnh lùng từ chối. Ngoài Tiêu Ngọc Hoành ra thì cậu không có hứng thú với người khác. Đang định mở danh sách bạn bè ra xem thì Tiêu Ngọc Hoành đang ở đâu? Một hồng y mỹ nam vác lưới hái hạ từ trên trời xuống. Vương Tiểu Thiên vừa há mồm đã trông một câu: sư phụ chôm chôm. Hình ảnh trái tim. Người chơi nam bên cạnh đau lòng, phân biệt đối xử quá rõ ràng. Tiêu Ngọc Hoành tùy ý liếc nhìn người kia một cái, sau đó mới nhìn sang Vương Tiểu Thiên, kinh ngạc phát hiện cậu vẫn mới có cấp 30 mấy. Bèn hỏi: em không tìm ai dẫn em luyện cấp sao? Không có, người ta toàn một mình tự luyện thôi. Vương Tiểu Thiên nũng nịu nói, vẫn cố chấp duy trì tạo hình cô gái dễ thương. Tiêu Ngọc Hoành bèn hướng dẫn cậu: lần sau em tổ đội với người khác đi. Trước cấp 60, hệ thống sẽ tặng đồng tâm hiệp lực đan. Lúc tổ đội thì ăn một viên, sẽ có tăng phần trăm kinh nghiệm. Sau đó mấy người cùng đi đánh quái, tốc độ thăng cấp sẽ nhanh hơn. Lúc trước hắn thăng cấp cũng nhờ cậu béo và đoàn sách tổ đội. Nhưng người ta cũng chỉ muốn tổ đội với sư phụ thơm thơm thôi. Vương Tiểu Thiên nũng nịu nói, dựa sát vào bên cạnh Tiêu Ngọc Hoành, hỏi thăm dò một câu. Với cả người ta tổ đội với người khác, sư phụ thơm thơm không đè bụng sao? Khi cậu lượn diễn đàn thường thấy có người đăng bài bóc phốt tình duyên, mắng tình duyên tổ đội với người khác còn nhiều hơn mình. Sau đó còn chọc ghẹo chim chuột với sư phụ bằng hữu trong tổ đội. Rõ ràng chỉ là quan hệ giả trong game thôi, mà tranh giành ghen tuông trắng kém gì ngoài đời. Nếu như Tiêu Ngọc Hoành thực sự thích Hàn Tuyết Thiên, chắc hẳn cũng sẽ để ý mấy cái này chứ. Tiêu Ngọc Hoành không nghĩ nhiều như thế, trả lời thẳng thắn. Có gì mà để bụng chứ, vốn game này đã chú trọng vào tổ đội rồi. Lần sau anh không lên thì em cứ để các fan của em dẫn em là được. Nhanh hơn em luyện cấp một mình nhiều, đảm bảo chẳng mấy hôm sẽ lên cấp 60 ngay. Vương Tiểu Thiên nghe mà sững ra, bảo fan dẫn, em đâu có quen họ. Họ quen em là được, đây là lao động miễn phí, không cần cũng chẳng sao. Nếu như gặp được một ai nói chuyện hợp cả thì có thể kết bạn, mở rộng mối quan hệ. Sau này cần giúp đỡ hay là thiếu tiền thì sẽ không phải lo nghĩ nhiều quá. Tiêu Ngọc Hoàng rất chín chắn, quen lối nghĩ theo cách tư duy của người làm ăn. Vương Kiều Thiên nghe mà đần ra, sau đó liền được Tiêu Ngọc Hoàng dẫn đi đánh quái ở thánh địa các thăng cấp. Nhưng đánh được một lúc thì có người gọi Tiêu Ngọc Hoàng đi đánh nhau, vì là bạn rất thân lại liên quan đến môn phái chiến. Đối phương lần trước đã trợ nghĩa giúp Tiêu Ngọc Hoành chống lại mấy nghìn fan của Vương Tiểu Thiên rồi. Vì thế Tiêu Ngọc Hoành không tiện từ chối, bèn nói rõ nguyên nhân với Vương Tiểu Thiên, rồi hỏi cậu có muốn đi cùng luôn không. Vương Tiểu Thiên nghĩ mình cấp thấp thế này, đi cũng chỉ có phần đứng xem, thế là từ chối. Vậy anh gọi mấy đứa bạn sang dẫn em luyện cấp nhé. Tiêu Ngọc Hoành nói, áy náy xoa đầu cậu. Không cần đâu, Vương Tiểu Thiên giả vờ dịu dàng quan tâm. Sư phụ chơm chơm mau đi đi, em ở đây đánh một mình cũng được. Nếu là Hàn Tuyết Thiên, Tiêu Ngọc Hoàng sẽ không nói năng gì mà dẫn sang đó luôn, nào có chuyện hỏi trước. Nhưng sau khi biết cô nàng chính là Vương Tiểu Thiên rồi, nghĩ lại tính cách lạnh nhạt của cậu, thế là không miễn cưỡng nữa.
Vậy anh giúp bạn xong sẽ lập tức sang tìm em. Tiêu Ngọc Hoành nói rồi phi thiên đi mất. Vương Tử Thiên đứng một mình ở dã khu, nghĩ lại lời Tiêu Ngọc Hoành nói cũng rất có đạo lý. Thế là cùng định đi gọi mấy người tình nguyện tổ đội với cậu cùng đi đánh quái. Nhưng cậu không quen giao tiếp, cũng không biết gọi thế nào. Thế là do dự mở danh sách bạn bè ra. Trong danh sách bạn bè có một người, bốn chữ thích khách thần bí, đang sáng, vị trí hiển thị ở nhân giới. Vương Tử Thiên nghĩ đến Tiêu Ngọc Hoành tìm ra manh mối về cậu từ hôm qua. Người này có khi nào cũng đoán ra là cậu rồi không? Nhưng nhớ lại phản ứng của anh ta hôm qua thì có vẻ vẫn chưa. Nghĩ một hồi, Vương Tử Thiên thử nhắn tin sang bạn bè Hàn Tuyết Thiên. Chào anh có rảnh không? Anh mà em Thiên nói ở đây là kính ngữ. Đối phương trả lời rất nhanh, bạn bè, thích khách thần bí. Có. Một chữ rất đơn giản, một phút sau, một thích khách đeo mặt nạ màu đen liền xuất hiện bên cạnh Vương Tiểu Thiên. Vương Tiểu Thiên cũng không lòng vòng hỏi thẳng. Em gái anh vẫn đang tìm tôi à? Không tìm nữa rồi. Thích khách nói đôi mắt lộ ra ngoài rất sắc, khác hẳn anh ta ngoài đời thật. Xem ra những gì nói với Mã Kỳ Kỳ trên đu quay hôm qua có hiệu quả rồi. Vương Tiểu Thiên thở phào. Tỉ thí với Tiêu Ngọc Hoành đã tốn không ít tâm tư của cậu. Cậu cũng không muốn đi gây rối thêm nữa. Hỏi xong, hai người lại rơi vào im lặng. Vương Tiểu Thiên nghĩ nghĩ rồi cảm ơn anh ta. Hôm tôi livestream anh đã thưởng không ít tiền. Cảm ơn anh. Sinh tử cũng thưởng em gái tôi. Mã Tuấn Phi nói, vì bịt mặt nên không nhìn thấy được một chút biểu cảm nào của anh ta. Cô rất đẹp. Vương Tiểu Thiên hơi sững ra, sau đó nhìn thấy người đàn ông cao gầy trước mặt, mau chóng thêm một câu. Không có ý gì đâu, cô đừng hiểu nhầm, chỉ là muốn nói với cô rất đẹp. Vì bản thân là con trai nên được khen như vậy khiến Vương Tiểu Thiên hơi chột dạ, cũng rất xấu hổ. Cảm ơn, em gái anh cũng rất xinh. Rất xin lỗi vì trước đó đã uy hiếp cô. Tôi không để bụng đâu, tôi cũng chế giễu em gái anh trong livestream, xin lỗi. Em ấy khiêu khích cô và sinh tử trước, thế nên cô cũng không cần để tâm. Ừ, lại im lặng một lúc. Sau đó Vương Tiểu Thiên nói với anh ta. Tôi đi luyện cấp đây, anh cứ chơi tiếp đi. Không cần dùng kính ngữ với tôi đâu, Mã Tuấn Phi nói nhưng không đi ngay mà do dự một hồi. Được gửi lời mời tới Vương Tiểu Thiên. Nếu như không ngại, tôi dẫn cô đi luyện cấp nhé. Vương Tiểu Thiên sững ra, vốn định từ chối. Nhưng trong đầu bỗng như đến bố dặn mình nên chăm kết bạn. Còn cả đạo lý to lớn của Tiêu Ngọc Hoành nữa. Thế là do dự chốc lát rồi gật đầu. Được. Chờ Tiêu Ngọc Hoành đánh nhau xong, Vương Tử Thiên đã thăng cấp 40 rồi. Hơn nữa còn đã out game. Mở khung chat ra xem thì chỉ có hai câu đơn giản. Hàn Tuyết Thiên, sư phụ chơm chơm, em lúc ao ngủ đây. Moa. Hàn Tuyết Thiên, ngày mai cùng nhau chơi nhé. Tiêu Ngọc Hoành ngẩng đầu nhìn giường trên mình. Vương Tử Thiên đã nằm xuống rồi. Thế là Tiêu Ngọc Hoành nhắn lại. Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều. Ngày mai nhất định sẽ dẫn em. Nhưng hôm sau lại bị các anh em gọi đi. Tiêu Ngọc Hoành là người yêu PK, không nhịn được mà muốn sang làm một trận. Vương Tiểu Thiên cũng để hắn đi. Tuy tạo hình cho mình là người hay nũng nịu, nhưng cũng chỉ là ăn nói chảnh nhớt thôi. Tính cách vẫn lạnh nhạt như trước. Chẳng nghĩ đến chuyện làm nũng giữ lại hay nói mấy câu kiểu, ở lại với người ta đi mà. Tách ra nghỉ thì cũng tốt, Vương Tiểu Thiên nói. Mấy ngày nay, thần kinh căng đến sắp đứt rồi. Sau đó liên tục mấy ngày liền, Tiêu Ngọc Hoành đều đi đánh nhau. Vương Tiểu Thiên nghe ba người kia tán gẫu mới biết, hóa ra là sắp đến hoạt động môn phái chiến. Anh không tham gia môn phái chiến sao? Vương Tiểu Thiên hỏi Mã Tuấn Phi, búp một phát cho anh ta. Thực ra tôi không thích đánh nhau, Mã Tuấn Phi nói, mặt vẫn giấu kín dưới mặt nạ màu đen. Môn phái trước nay luôn do em gái tôi lãnh đạo, tôi đa phần là đứng bên cạnh xem em ấy quậy về sinh tử, sau đó xem tình hình có cần ra tay hay không. Anh ta vùng chùy thủ giết hai con dã quái, sau đó nói thẳng. Nói cũng xấu hổ, thực ra tôi chơi thích khách là vì class này có thể ẩn thân, thế nên sẽ không trở thành mục tiêu công kích. Thực ra tôi rất nhát gan. Vương Tiểu Thiên cười, cảm thấy người đàn ông này cũng thành thật ghê. Nhớ lại hôm đó gặp anh ta, đeo đôi kính nhã nhặn lịch thiệp, nhìn thấy Mã Kỳ Kỳ khóc liền căng thẳng vây quanh cô, còn cùng cô đi tìm nhà vệ sinh. Đúng là một ông anh tốt. Thế là cười nhẹ cúi đầu gõ chữ. Sau này tôi lợi hại rồi, tôi bảo vệ anh. Vương Tiểu Thiên nói rất bá đạo, quên luôn tạo hình em gái đáng yêu của mình. Vậy tôi phải cố gắng kéo cấp cô lên thật nhanh rồi, Mã Tuấn Phi nói, đôi mắt vẫn sắc nhọn. Nhưng Vương Tiểu Thiên biết rằng sau màn hình, vẻ mặt anh ta chắc chắn rất dịu dàng. Hai người tiếp tục tổ đội tăng cấp. Sau đó Tiêu Ngọc Hoành đang đánh chiến cầm cốc ngửa đầu uống nước, liền trông thấy Vương Tiểu Thiên ngồi khoanh chân trên giường nghịch máy tính. Trên khuôn mặt bình thường lạnh như băng là nụ cười ấm áp, đôi mắt khuất dưới rèm mi dày đang nhìn vào màn hình.
trong đáy mắt là sự bình thản và an lành. Tiêu Ngọc Hoành không phải chưa từng nhìn thấy Vương Tiểu Thiên cười, nhưng hầu như đều là cười lạnh, hoặc là ngoài cười trong không cười. Nụ cười nhẹ nhàng ấm áp như thế, trong ấn tượng hình như chưa bao giờ trông thấy, nhất thời kinh ngạc như gặp người trời. Không phải có thể cười bình thường sao? Đẹp như thế cơ mà, dễ coi hơn cái bản mặt lạnh lùng bình thường nhiều. Tiêu Ngọc Hoành thầm nghĩ, sau đó tò mò không biết điều gì khiến cậu cười như vậy. Mở danh sách bạn bè ra, tìm ID Hàn Tuyết Thiên, hệ thống hiện đang ở hồ Cầu Vồng ở nhân giới. Bèn liếc nhìn chiến trường, còn một thời gian nữa mới đến giờ bắt đầu. Thế là Tiêu Ngọc Hoành bèn sử dụng truyền tống đến nhân giới, sau đó bay về phía hồ Cầu Vồng. Vì đang là thời gian môn phái chiến, thế nên ở dã khu không có nhiều người. Tiêu Ngọc Hoành vừa đến đó xem, trong hồ nước trong veo chỉ có hai người đang ngâm mình, đang giết ếch khí thế ngất trời. Một người là cô gái ngực to mặc bộ trang phục mới lên kệ hôm qua, một người là thích khách cao gầy, đeo mặt nạ màu đen, chính là Vương Tiểu Thiên và Mã Tuấn Phi. Chương 47. Tiêu Ngọc Hoành sửng sốt, nhìn Vương Tiểu Thiên trong lốt thiếu nữ thủ pháp thành thạo tăng trạng thái và búp cho Mã Tuấn Phi, sau đó phối hợp với anh ta giết quái. Nhất thời cười khổ, có cảm giác ngũ vị hòa nhau. Xem cách phối hợp thì chắc chắn đã chơi với nhau được một thời gian rồi. Dù mình lúc trước có bảo cậu học cách tổ đội với người khác, kết thêm bạn bè, nhưng không ngờ cậu lại bập vào Mã Tuấn Phi. Có lẽ cả trắng mình trồng, bị lợn rũi chính là cảm giác này. Lúc này, bạn tốt nhắn tin sang. Mời Nguyệt đối ẩm. Sinh tử, mau sang đi, còn 2 phút nữa là khai chiến rồi. Tiêu Ngọc Hành định đi về nhưng lúc xoay người lại thì tự nhiên thấy khó chịu, bèn quay lại nhìn thấy hai người kia. Cách xa thế này không biết nhìn thấy tên gọi trên đầu hai người, kẻ không biết có khi còn tưởng họ mới là một đôi. Không được, Vương Tiểu Thiên cho dù thế nào cũng coi như là do hắn dẫn vào game, cũng gọi hắn là sư phụ chơm chơm bao nhiêu lần, sao lại có thể bị Mã Tuấn Phi lừa đi giữa đường thế kia được. Tránh ra, cả chẳng hắn chồng, phải hắn đến rũi. Tiêu Ngọc Hoành bèn vuốt tóc một cách vô cùng màu mè, nhanh nhẹn gõ phím. Không đi được rồi, xin lỗi. Đối phương sốt ruột. Cậu không sang bang tôi, không đánh lại được đâu, có chuyện gì thế? Tiêu Ngọc Hoành trả lời gã, vì sao nước sông lại xanh thế này? Đối phương đã hiểu ra. Cậu lên thượng du gội đầu à? Coi thường sinh tử, không phục thì đánh. Đúng vậy, tôi còn đánh môn phái chiến gì nữa, phải mau đi gội đầu cho sạch thôi. Đối phương cũng rất nghĩa khí, hiểu rồi, vì tình bạn tặng một chai dầu gội đầu bá vương nhé, cậu cứ thong thả mà gội. Sau đó lên thế giới đăng loa, thế giới mời Nguyệt đối ẩm. Nếu muốn cuộc đời không trở ngại, trên đầu phải mang một chút xanh. Hoành Phi, Ninja Rùa, bố tổ sư cái thẳng. Tiêu Ngọc Hoành vừa tức vừa buồn cười, chửi thầm thằng bạn một câu, sau đó mặc bộ hồng y bay lao về phía hai người còn đang đánh ếch. Rơi xuống giữa hồ, Tiêu Ngọc Hoành không nói năng gì vung lưỡi hái lên, nhằm thẳng vào Mã Tuấn Phi mà chém lung tung. Sau đó hài lòng dẫm lên thi thể đối phương mà nhìn Vương Tiểu Thiên. Bà xã, anh không có mặt cái là em trồng cỏ lên đầu anh luôn à? Tiêu Ngọc Hoành cố ý giả vờ tức giận. Vương Tiểu Thiên bị hắn nói làm phát ớn. Cậu chỉ chơi bình thường với Mã Tuấn Phi, làm gì mà xanh với chả không xanh. Nói cứ như cậu là phụ nữ lằng nhằng lắm ấy. Có điều cũng tức là hắn coi cậu là con gái, Vương Tiểu Thiên bèn đáp bằng giọng lũng nịu. Người ta đâu có cắm sừng sư phụ thơm thơm đâu, thần bí có lòng tốt dẫn em đi luyện cấp thôi mà. Hình ảnh chân thành. Tiêu Ngọc Hoành đương nhiên biết Vương Tiểu Thiên không có cắm sừng hắn, mọi người đều biết lai lịch của nhau, chỉ thiếu mỗi nước ôm nhau mà hát, thật là một đóa hoa nhựa đẹp. Nhưng Mã Tuấn Phi có suy nghĩ gì khác không thì hắn không dám chắc. Dù gì thì Mã Tuấn Phi cũng không biết thân phận thật của Vương Tiểu Thiên. Nếu chỉ xem mỗi livestream thì chưa biết chừng còn động lòng với Vương Tiểu Thiên trong lốt thiếu nữ xinh đẹp vô địch. Vì thế, muốn tốt cho Mã Tuấn Phi cũng vì trêu Vương Tiểu Thiên, Tiêu Ngọc Hoành bèn tiếp tục giận dữ nói. Còn nói không cắm sừng em, bộ em đang mặc trên người ở đâu ra? Vương Tiểu Thiên cúi đầu, nhìn bộ váy lụa cổ điển màu hồng trên người mình, lập tức chột dạ. Bộ trang phục hôm qua mới lên sàn này, đương nhiên là do Mã Tuấn Phi tặng. Cậu nghĩ nếu đối phương đã có lòng tặng, vậy thì nể mặt mà mặc vào vậy. Thế là thay bộ hồng y Tiêu Ngọc Hoành tặng ra, ai mà biết, như thế lại chứng tỏ cậu ngoại tình chứ. Thi thể cậu đang ngâm trong hồ nước lên tiếng. Sinh tử, cậu đừng hiểu nhầm, tôi chỉ đơn thuần là dẫn cô ấy thăng cấp mà thôi. Tiêu Ngọc Hoành hy vọng anh ta tránh xa Vương Tiểu Thiên một chút, tránh động lòng lại ra vấn đề, thế là tỏ vẻ lạnh lùng vô tình. Cô ấy là bà xã tôi, sau này tôi sẽ dẫn cô ấy thăng cấp, không dám phiền anh. Mã Tuấn Phi vẫn ngâm trong hồ không hồi sinh, giọng lộ vẻ lo lắng. Tôi dẫn hay không? Không sao, nhưng cậu đừng làm khó cô ấy. Tiêu Ngọc Hoành cười nhạt, yên tâm, cùng lắm thì đánh mông một trận thôi.
Vương Tiểu Thiên ngồi giường trên, thót cả hoa cúc, mặt sầm xì nhìn Tư Ngọc Hành, thầm quyết định, nếu hắn thực sự dám đánh mông cậu nữa, cậu sẽ liều mạng với hắn. Tư Ngọc Hành để ý thấy ánh mắt Vương Tiểu Thiên, nhưng vẫn không động đậy gì, giả vờ không hề phát hiện cậu đang nhìn mình. Sau đó ngón tay thon dài gõ bàn phím. Bà xã, giờ tổ đội đi, anh tổ đội em. Tư Ngọc Hoành nói với Vương Tiểu Thiên trong game. Vương Tiểu Thiên không muốn lắm. So với tổ đội cùng Tư Ngọc Hoành, cậu thích đi với Mã Tuấn Vi hơn. Mấy ngày nay chơi chung với nhau, cậu phát hiện đối phương là người tốt. Quan trọng nhất là có thể nói chuyện được với mình. Chuyện này khiến Vương Tiểu Thiên vốn không có bạn bè gì rất cảm động, cũng rất quý trọng tình bạn với anh ta. Có điều, vì hack nick, cậu nhất định phải tỏ vẻ u mê Tiêu Ngọc Hoành. Vương Tiểu Thiên bèn bóp họng, yếu điệu trả lời. Vâng. Sau đó rời khỏi tổ đội Mã Tuấn Phi. Sau khi nhận yêu cầu tổ đội của Tiêu Ngọc Hoành, cậu bèn mở inbox ra, lên nói với Mã Tuấn Phi. Xin lỗi, hại anh bị anh ấy giết chết. Hôm khác tôi tìm anh chơi sau nhé. Mã Tuấn Phi đáp một câu được. Sau đó thi thể anh ta bèn hóa thành ánh sáng biến mất. Tiêu Ngọc Hoành thấy anh ta hồi sinh rồi mới quay sang nhìn Vương Tiểu Thiên. Vương Tiểu Thiên lại chột dạ, tuy không có cắm sừng hắn thật nhưng vẫn ngọt ngào. Sư phụ chơm chơm, trời đất chứng giám, trong lòng người ta thực sự chỉ có mình anh thôi. Tiêu Ngọc Hoành muốn cười lắm nhưng vẫn cố nhịn. Có anh, trong lòng có anh mà vẫn mặc đồ anh ta tặng. Vương Tiểu Thiên phản ứng lại, lập tức thay bộ hồng y đồng bộ với Tiêu Ngọc Hoành, sau đó lại nịnh. Anh ta tặng thì mặc thôi mà, nhưng thích nhất vẫn là sư phụ chơm chơm. Miệng thì nói hay lắm, không phải vẫn hấn hở tổ đội với anh ta à? Tiêu Ngọc Hoành trêu cậu. Nói, mấy hôm nay có nhớ anh không? Vương Tiểu Thiên ngoài cười trông không cười. Nhớ, trong mắt trong tim trong mộng, người ta đều là anh. Tiêu Ngọc Hoành cười, cú vỗ mông ngựa này hay lắm, vỗ hắn rất vui. Hơn nữa suy cho cùng thì do hắn mê đánh đoàn chiến lạnh nhạt cậu. Thế nên cảnh cáo một câu tượng trưng. Còn phát hiện em đội mũ xanh anh, gia pháp hầu hạ. Lại còn gia pháp cơ à? Vương Tiểu Thiên khịt mũi coi thường, nhưng lại tò mò hỏi. Gia pháp gì thế? Thì nhỏ sáp nến này, roi da này, kiểu kiểu đấy. Tiêu Ngọc Hoành thuận miệng đáp, sau đó lấy pháp bảo phi hành đắt tiền ra. Đi, anh đưa em đến vườn bàn đào thăng cấp. Nhỏ sáp con mẹ mày nến, có đánh roi da thì cũng là bố đánh mày. Vương Tiểu Thiên cực độ khinh bỉ Tiêu Ngọc Hoành, nhưng bề ngoài vẫn ngoan ngoãn. Vâng. Vườn bàn đào là một thánh địa luyện cấp trên tiên giới, cảnh sắc cũng đẹp. Nếu là bình thường thì rất đông người, cướp quái cũng rất dữ. Nhưng hôm nay thì chắc không có ai. Bay sang đó mất chừng 1-2 phút, Tiêu Ngọc Hoành bèn đứng trên pháp bảo tán gẫu với Vương Tiểu Thiên. Tuần này anh đánh môn phái chiến suốt để em một mình rồi, xoa đầu. Mắng xong là bắt đầu ngon ngọt à? Vương Tiểu Thiên lạnh mắt nêu ý kiến rằng thủ đoạn tán gái của thằng cha này được đấy. Sau đó phối hợp nói. Không sao, tuy sư phụ chôm chôm không ở bên cạnh người ta, nhưng người ta biết trong lòng anh có em mà. Tiêu Ngọc Hoành cong môi cười nhẹ, lặng lẽ liếc lên giường trên mình một cái, nghĩ thầm, mẹ kiếp cũng dám nói lắm, buồn nôn hết lớp này đến lớp kia. Thế là bắn một pháo hoa tình ái, cũng lên luôn. Bà sẽ thật quan tâm, yêu em nhiều. Vương Tiểu Thiên mặt không biến, sắc tim không đập, gõ một cái biểu cảm, xấu hổ sang. Khi hai người đến vườn bàn đào tiên khí lượn lờ, quả nhiên không có ai. Tiêu Ngọc Hoành bắt đầu dẫn Vương Tiểu Thiên đi luyện cấp, đang giết đám khỉ nhảy loạn, thì điện thoại hắn để trên bàn bỗng vang chuông. Tiêu Ngọc Hoành cầm lên nhìn, số máy lạ. Thế là nghe bừa, khi nghe thấy tiếng đối phương liền trở nên kinh ngạc. Mã Tuấn Phi, sao anh lại có số tôi? Vương Tiểu Thiên thoáng đổi sắc mặt, vội vểnh tai lên chăm chú nghe. Hỏi mẹ tôi. Tiêu Ngọc Hoành hiểu ra, cầm điện thoại như cười như không. Chỉ vì Hàn Tuyết Thiên, tôi chỉ tiện miệng nói vậy thôi mà anh cũng tin. Sau đó cố ý nói cho Vương Tiểu Thiên cùng phòng nghe. Người ta ở thành phố Y, tôi chẳng lẽ lại phải đi máy bay đến đó đánh mông người ta hay sao? Ừ, chúng tôi gặp nhau rồi. Yên tâm đi, tôi không giận cô ấy đâu. Tôi chiều chuộng cô ấy còn chẳng kịp nữa là. Tôi phải dẫn cô ấy luyện cấp đây, thế nhé, bye. Nói xong cúp máy, còn Vương Tiểu Thiên thì lập tức thu tầm mắt lại. Sau đó giả vờ lấy sách bài tập và bút chì ra, bắt đầu quay về máy tính tập trung, học hành. Tiêu Ngọc Hoàng nhìn mà than thở, sau khi trở thành đại lão giả gái, vị giường trên của hắn hoàn toàn có thể đi thách đấu giới diễn viên. Mở điện thoại ra xem video môn phái chiến do đứa bạn livestream. Tiêu Ngọc Hoành vừa để ý tình hình cuộc chiến, vừa dẫn Vương Tiểu Thiên thăng cấp. Cùng lúc đó trong một căn nhà 2 tầng ở thành phố X, Mã Tuấn Phi gọi điện xong vừa quay đầu lại, thì thấy Mã Kỳ Kỳ đang chớp mắt đứng đó nhìn anh. Mã Tuấn Phi sững ra.
Sau đó Ôn Hòa cười hỏi cô. Môn phái chiến đánh xong rồi à? Tiêu Ngọc Hoành không đi, không có anh ta, em đánh cũng vô vị. Mã Kỳ Kỳ nói, sau đó hỏi anh. Anh dạo này hay dẫn Hàn Tuyết Thiên thăng cấp à? Mã Tuấn Phi tưởng làm cô không vui bèn vội vàng giải thích. Anh chỉ tốt bụng dẫn cô ta một chút thôi, không có ý gì khác. Không sao, em cái anh đâu phải người nhỏ nhen thế. Mã Kỳ Kỳ cười, sau đó làm nũng Mã Tuấn Phi. Anh, em đói rồi, anh nấu mì cho em ăn đi. Mã Tuấn Phi nhìn đồng hồ, 9 giờ tối, cũng đến giờ ăn đêm rồi. Thế là chiều chuộng xoa đầu cô, gật đầu. Được, muốn ăn gì? Mì chua cay đi. Mã Kỳ Kỳ cười ngọt ngào với anh. Mã Tuấn Phi đã biết, sau đó xoay người đi vào bếp. Chờ anh đi xong, Mã Kỳ Kỳ lập tức lao nhanh đến trước máy tính của anh. Sau đó bắt đầu tìm lịch sử chat. Phụ cận. Coi thường sinh tử, không phục thì đánh. Bà xã, anh không có mặt cái là em trồng cỏ trên đầu anh luôn à? Phụ cận, Hàn Tuyết Thiên. Người ta đâu có cắm sừng sư phụ châm châm đâu. Thần bí có lòng tốt dẫn em đi luyện cấp thôi mà. Bà chấm. Inbox Hàn Tuyết Thiên. Xin lỗi, hại anh bị anh ấy giết chết. Hôm khác tôi tìm anh chơi nhé. Inbox. Thích khách thần bí. Được. Mã Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ rồi cẩn thận cáp hình lại. Sau đó nhắn tin cho Vương Tiểu Thiên. Inbox. Thích khách thần bí. Sinh tử đi rồi thì gọi tôi đi tìm cô. Lát sau đối phương trả lời. Inbox Hàn Tuyết Thiên. Được. Mã Kỳ Kỳ cười khẽ lại gõ phím. Inbox thích khách thần bí. Thích em. Lần này thì thật lâu sau đối phương mới trả lời. Có vẻ suy nghĩ rất lâu. Inbox Hàn Tuyết Thiên. Xin lỗi, tôi chỉ coi anh là bạn. Chúng ta không cần chơi cùng nữa thì hơn. Hệ thống. Người chơi Hàn Tuyết Thiên đã xóa quan hệ bạn bè với bạn. Mã Kỳ Kỳ chậc một tiếng. Không ngờ con mụ này cũng chung thủy với Tiêu Ngọc Hoành ghê. Thế là cô lại cáp màn hình. Có điều chỉ cáp từ câu thích em trở về trước. Phần đối phương trả lời sau đó thì không cáp. Ra khỏi trò chơi lại đăng nhập. Lịch sử tin nhắn đã trống không. Mã Kỳ Kỳ bèn nhẹ nhàng đi về phòng mình thật nhanh. Sau đó 1 giờ sáng hôm ấy, khi Vương Tiểu Thiên và Tiêu Ngọc Hoành đều đã chìm trong giấc ngủ, diễn đàn chính thức của thất giới xuất hiện một bài đăng. Kinh hoàng, Hàn Tuyết Thiên ngoại tình với thích khách thần bí, coi thường sinh tử thê thảm đội mũ xanh. Đính kèm hình cáp chứng minh. Tiểu 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 khả ái. Chương 48. Vương Tiểu Thiên hoàn toàn không hay biết gì chuyện trên diễn đàn. Khi cậu học môn tự chọn xong về đến nơi, thì trông thấy Tiêu Ngọc Hoành đang cầm một ngọn nến đỏ, hình hoa hồng xinh xắn đốt chơi. Vương Tiểu Thiên ngẩn ra, đeo ba lô ngần ngừ ngoài cửa một lúc rồi mới đi vào như người không liên quan. Ngồi xuống bên cạnh Tiêu Ngọc Hoành. Vừa tay dép lê vừa lén lén nhìn ngọn nến đỏ hình hoa hồng. Vương Tiểu Thiên nhớ đến lời cảnh cáo của Tiêu Ngọc Hoành với cậu trong game hôm qua. Còn phát hiện em đội mũ xanh, anh sẽ ra pháp hầu hạ. Ra pháp gì thế? Thì nhỏ sáp nến này, roi ra này, kiểu kiểu đấy. Chắc là mình cả nghĩ thôi nhỉ. Vương Tiểu Thiên một lấy bình nước sôi dưới bàn ra, rót cho mình một cốc, chuẩn bị sẵn sàng dội tắt nến bất cứ lúc nào. Sau đó giả vờ như tùy tiện mà hỏi Tiêu Ngọc Hoành. Đốt nến làm gì thế? Tiêu Ngọc Hoàng nhìn sang cậu, vẻ mặt nghiêm túc. Bà xã tôi đội mũ xanh cho tôi muốn nhỏ nến này lên lưng cô ấy. Chấm than. Vương Tiểu Thiên siết chặt cốc nước, lòng thấp thỏm. Hôm qua không phải mình làm hòa với Tiêu Ngọc Hoàng rồi à? Trước khi lốc ao còn mo ma với nhau, sao giờ tự dưng thằng này lại nổi khùng lên vậy? Nghĩ một hồi, Vương Tiểu Thiên bình thản hỏi. Chính là Hàn Tuyết Thiên kia à? Tiêu Ngọc Hoàng nhìn cậu, muốn cười lắm nhưng vẫn phải nhịn. Khuôn mặt đẹp trai sắc nét mạnh ra. Đúng, chính là Hàn Tuyết Thiên đó. Nói xong còn cố ý nghiêng ngọn nến trong tay. Sáp nến màu đỏ liền dọa xuống bàn, đỏ tươi như máu. Mặt Vương Tiểu Thiên trắng bạch ra, sau đó giả vờ bình thản cúi đầu uống nước. Hầu kết bất an chuyển động, khiến Tiêu Ngọc Hoành ngồi bên cạnh cười thầm. Trêu cậu thế này vui ghê. Tiêu Ngọc Hoành nếm lạc thú khống chế người khác, cảm thấy Vương Tiểu Thiên trước mặt hệt như một con mèo kiêu căng. Rõ ràng sợ muốn chết rồi mà vẫn cố giả vờ là một con hổ, không sợ gì ai. Hơi bình tĩnh lại rồi, Vương Tiểu Thiên cố gắng không nhìn ngọn nến đỏ đang cháy kia, bình thản hỏi tiếp. Cô ấy làm gì cậu? Người biết đau lòng, người nghe rơi lệ, nói ra dài lắm. Tiêu Ngọc Hoành cũng chẳng nói thẳng mà để ngọn nến hình hoa hồng trong tay xuống bên cạnh, sau đó thò tay kéo Vương Tiểu Thiên lại. Vương Tiểu Thiên thầm giật mình, nhưng thấy Tiêu Ngọc Hoành cũng không làm gì thêm, bèn thả lòng người. Sau đó nhìn vào màn hình cong siêu nét của Tiêu Ngọc Hoành, theo tầm mắt hắn. Trên màn hình là một bài đăng, tiêu đề rất hoành tráng. Kinh hoàng, Hàn Tuyết Thiên ngoại tình với thích khách thần bí. Coi thường sinh tử thê thảm đội mũ xanh. Đính kèm hình cáp chứng minh. Vương Tiểu Thiên trợn to mắt, sững sờ.
Anh xem, Tiêu Ngọc Hoành bá cổ Vương Tiểu Tiên, thổn thức mãi. Cô gái này có phải rất quá đáng không? Rõ ràng đã có ông xã cao phú soái hoàn mỹ như tôi rồi, thế mà vẫn còn đi quyến rũ đàn ông khác. Biết xấu hổ tí được không? Vương Tiểu Thiên thầm chửi Tiêu Ngọc Hoành. Sau đó nghiêm túc lại, để Tiêu Ngọc Hoành không nhìn ra manh mối gì, cậu bình thản để cánh tay đang bá cổ mình ra. Tình duyên trên game cũng chỉ thế thôi. Vương Tiểu Thiên cố ý hạ thấp tình yêu trên mạng, sau đó đứng dậy đi lên giường trên. Lúc trèo thang còn cố ý quay lại nhìn Tiêu Ngọc Hoành, thấy hắn một lòng chìm trong sự phiền muộn vì Hàn Tuyết Thiên ngoại tình, lòng không khỏi dễ chịu. Xem ra hắn đã thực sự từ bỏ nghi ngờ mình rồi. Vương Tiểu Thiên thu tầm mắt lại rồi cong môi. Không biết Tiêu Ngọc Hoành ngồi dưới sau khi cậu quay đầu lại cũng mỉm cười khẽ khàng. Nằm xuống rồi, Vương Tiểu Thiên lấy điện thoại ra xem bình luận, mở bài đăng kia ra xem từ đầu đến cuối, lòng đã xác định được. Lại còn lấy ID là Tiểu 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 khả ái cục xít. Vương Tiểu Thiên cười thầm mã kỳ kỳ, vừa nghĩ là biết con mẹ này đang nhập tài khoản Mã Tuấn Phi, cố ý hãm hại cậu. Cậu chơi với Mã Tuấn Phi rất bình thường, không cảm thấy anh ta giả vờ ôn hòa với mình. Người đăng bài này cho dù là sự đối địch hay giọng điệu nói năng, đều y hệt mã kỳ kỳ. Mặt thiểu năng cũng y chang. Lần trước ở khu vui chơi, lúc cô ả đòi nhảy đu quay, đáng lẽ cậu phải hỗ trợ, đạp thêm một cái. Vương Tiểu Thiên rất là khó chịu, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Thế là comment 265, tao là bố mày. Hình cáp không sai, nhưng xét từ những câu này, chắc không đến nỗi bị gộp vào thành ngoại tình chứ. Nhanh chóng có một đám dân mạng lên tiếng. Comment 266, phi thiên tiểu nê chư. Tôi cảm thấy cho dù một không ngoại tình, thì cũng có mùi ám muội rồi. Cũng không phải thần bí nói thẳng là thích rồi sao? Hơn nữa còn tặng trang phục, nói không có ý đồ, đào góc tường, tôi ứ tin. 267, tên tài khoản vô dụng. Thần bí và sinh tử, không phải đối thủ một mất một còn sao? Rõ ràng là đục góc tường. 268, lưu ly tương. Lầu 265, chưa bị con trai làm thì đà. 269, ta là Giang Bạch Bạch. VL, ông bố bất ngờ xuất hiện, lầu 265. 270, tôi là bạn của thích khách thần bí. Tôi lên nói thay thần bí một câu. Cậu ấy không giống người đi đào góc tường nhà người ta. Comment 271, buồn quá đi. Ông bố sao lại xóa thớt đi chứ? Cầu phần 2 cuộc sống ân ái cùng con trai. Vương Tiểu Thiên thấy hướng phát triển của bài đăng không đúng lắm, hình như không cẩn thận bị lạc cậu lạc làm lạc chủ đề rồi. Thế là xóa tài khoản đăng ký cái mới. Comment 283, khả ái cục xít. Bất ngờ, người đào góc tường không phải thích khách thần bí thực sự mà là em gái anh ta Mã Kỳ Kỳ. Cô gái này điên cuồng, mất trí không còn tính người, vì tranh cướp đàn ông mà tiết tháo cũng không cần. Vương Tiểu Thiên vừa nói xong, Mã Kỳ Kỳ lập tức nhảy ra. Vương Tiểu Thiên đoán cô ả chắc chắn là luôn theo dõi tình hình. 286, Tiểu 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 khả ái. Chính là tôi thì sao? Cô mờ ám với anh tôi trước. Vương Tiểu Thiên biết thân phận của mình cũng bị cô ta đoán ra rồi. Cô gái này cũng nhạy cảm lắm, có thể nhận ra mình ngay. Thế là cười lạnh một tiếng, ngón tay nhanh chóng gõ điện thoại. Comment 291, khả ái cục xít. Tôi với anh trai cô chỉ là bạn bè bình thường. Comment 295, Tiểu 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 khả ái. Nếu như cô không nhận trang phục anh tôi tặng thì tôi còn tin. Tặng cô cái ảnh này. Cái ảnh cô đến ngực còn không có, bảo tôi tin cô thế nào đây. Comment 298, khả ái cục xít. Thì cô ngực to cũng tặng cô cái ảnh này. Ảnh người này quá đần độn. Comment 301, Tiểu 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 khả ái. Ảnh trăm vạn con thỏ nhổ nước bọt. Comment 302, khả ái cục xít. Ta chính là một cuốn đạo đức kinh. Ảnh không đối hình với đối phương nữa, Vương Tiểu Thiên trở về chủ đề chính. Comment 304, khả ái cục xít. Cô có bản lĩnh cắp màn hình thì cô cắp cho hết đi. Cấu thích kia là cô nhắn cho tôi chứ, phần tôi từ chối cô đằng sau đâu, sao không cắp đi. Comment 306, hình cáp chỉ có bấy nhiêu, không thì cô tự đi kiếm lịch sử chat ra đây đập vào mặt tôi này. Vương Tiểu Thiên đi đâu tìm lịch sử chat được? Lịch sử chat trong game ao ra một cái là mất sạch, không thể tìm nổi. Khả ái cục xít, cô không có mặt thì tôi đập vào đâu được. Lịch sử chat không có, nhưng công đạo tự tại lòng người. Ý nói không có thể diện, không biết xấu hổ. Comment 311, Tiểu 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 khả ái. Không có chứng cứ thì đừng có ồn ào, xem bộ dạng đàn bà tranh chua của cô đi. Sao trước mặt sinh tử thì giỏi làm nũng giả vờ ngây thơ thế? Comment 325, khả ái cục xít. Tôi làm nũng, tôi ngây thơ, tôi chỉ làm với anh ấy thôi không được à? Với cả có tranh chua bằng cô không? Đăng bài bóc phốt tôi, chốc. Đánh chết cái đồ ngu xuẩn nhà cô.
Comment 326, tiểu 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 khả ái. Hình ảnh thủy thủ mặt trăng tấn công. Comment 328, khả ái cục xít. Hình ảnh cầm súng bắn biu biu biu. Ba chấm. Trong ký túc, cậu béo ngồi hóng cảm thán. Wow. Lớp trưởng, xung quanh mày toàn lũ con gái kiểu gì ấy? Tiêu Ngọc Hoành cũng hớn hở xem comment, không thể ngừng được cười. 6666, trước mặt mọi người mà cũng chửi nhau tơi bời. Muốn lên 818 tổng kết hàng năm à? Mã đại tiểu thư bóc phốt cũng không có kỹ xảo, có tí mà đã bị người ta đào ra chân tướng. Anh Vương xã hội ta cũng lợi hại, chửi nhau với con gái hoàn toàn không lép vế. Kết quả không chỉ có hai người chửi nhau tối tăm mặt mũi, đến hắn cũng bị lôi vào. Hai cái tên lao này cũng đáng yêu ghê. Lâu lâu. Tiêu Ngọc Hoành không phải người hay lượn diễn đàn, nhưng vì hai người này mà cũng hớn hở chạy đi đăng ký tài khoản. Comment 388, đàn ông không hư, phụ nữ không yêu. Đừng cãi nhau nữa, có gì đáng cãi à? Vừa lên đã là lời thoại trong cờ tỷ phú. Vương Tiểu Thiên và Mã Kỳ Kỳ đang cãi hăng đều không hẹn mà cùng cảm thán. ID này đúng là kém VL. Vì không biết đó chính là Tiêu Ngọc Hoành, thế nên Vương Tiểu Thiên và Mã Kỳ Kỳ chỉ liếc một cái xong ngó lơ luôn. Tiêu Ngọc Hoành lại gõ phím. 403. Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu. Mã Kỳ Kỳ, lát nữa tôi sẽ gọi điện cho anh trai cô. Cô xóa bài đăng đi, chúng ta nói chuyện riêng. Vương Tiểu Thiên sững ra, sau đó nhìn Tiêu Ngọc Hoành một cái, lại gõ phím. Comment 409. Khả ái cục xít. Ông sẽ chơm chơm, sao đến mà không nói một tiếng thế? Lại là kiểu con gái làng chơi nũng nịu chào khách. Vương Tiểu Thiên, tạo hình hoa trên non cao của anh vỡ sạch rồi. Tiêu Ngọc Hoành thầm chế giễu cậu, sau đó cười trả lời. Comment 444. Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu. Không phải vì thấy em với cô ấy cãi nhau dữ quá mới ra dẹp loạn sao? Comment 412. Áo khoác màu hồng. Nam chính xuất hiện rồi, đèn xanh sáng lên rồi. Cùng hát Green Light nào. Comment 413. Anh em, nghe một câu của huynh đệ, cắt Gigi đi, sau đó cả thế giới sẽ yên bình ngay. Câu 414. Cắt Gigi cộng 1, yêu đương nào vui bằng làm chị em bạn gì. Comment 415. Người qua đường ăn dưa, cắt Gigi đi. Ba nhân vật chính đều mặc sáp đáng qua đường ăn dưa kia. Comment 416, tiểu 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 khả ái. Sinh tử, hình cáp đều ở đây, anh tự xem đi. Comment 417. Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu. Tôi xem rồi, cô xóa bài đăng đi đã. Tôi tự khắc sẽ dạy dỗ Tuyết Thiên. Comment 418. Cục khả ái cục xít. Ông sẽ chơm chơm, em có làm gì đâu. Hu hu. Comment 419. Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu. Không cần nói nhiều nữa, tối qua anh vừa mới đuổi thần bí đi, em đã lập tức inbox anh ta rồi. Gia pháp hầu hạ, cấm chạy. Comment 420. Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu. Thả hình nhỏ sáp nến. Tổ sư mày. Vương Tiểu Thiên đỏ mặt, nổi cáu. Trước bao nhiêu người thế mà thằng đần này dám ra vẻ muốn nhỏ sáp cậu. Comment 421. Cục xít thơm thơm. Ôi VL, nhỏ sáp nến. Comment 422. Này con chạy mau. Muốn xem thiếu nữ xinh đẹp vô địch bị nhỏ sáp nến, cầu livestream. Comment 423. Đỗ Từ Đằng. Sao lại có thể tàn nhẫn như thế? Em gái Tuyết Thiên đẹp như vậy, thế mà ảnh dám nhỏ sáp nến lên cô ấy. Người qua đường thuần túy như tôi không thể nhịn được mà phải nói một câu. Nhớ chụp nhiều ảnh vào nhé. Comment 422. Khả ái cục xít. Hu hu hu, ông xã châm châm đừng dậy mà. Comment 425. Tiểu 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 khả ái. Hay là thế này đi, sinh tử. Đàn ông mà trừng phạt phụ nữ dù thế nào cũng không dễ coi gì. Nến để tôi lên cho. Comment 427. Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu. Anh nghiêm túc đấy, bà xã, anh biết địa chỉ nhà em. Có điều nẻ phần em làm nũng với anh sẽ cho em một lựa chọn khác. Mặc chế phục video call với anh. Vương Tiểu Thiên sầm mặt, thằng cha này chơi ác thế. Có điều Tiêu Ngọc Hoành đã biết địa chỉ nhà em gái cậu để không liên lụy cả em gái mình. Vương Tiểu Thiên cau mày nghĩ ngợi rồi bất đắc dĩ lựa chọn. Comment 428 khả ái cục xít. Vậy chế phục video call đi. Trong ký túc Tiêu Ngọc Hoành cười, mục đích ăn hiếp Vương Tiểu Thiên đã đạt được. Thế là sảng khoái đã bán một câu cuối. Comment 433, đàn ông không hư, phụ nữ không yêu. Được, quyết định thế nhé. Chuyện này anh sẽ không hỏi lại nữa, em cũng ao đi. Tiêu Ngọc Hoành nói xong là tắt luôn táp, sau đó mở điện thoại ra bấm số Mã Tuấn Phi. Mã Tuấn Phi bên kia đang thị sát một quán bar, vẫn chưa biết gì về việc làm của em gái mình.
Nghe Tiêu Ngọc Hoành nói xong lập tức hoang mang. Xin lỗi, tôi sẽ bảo Kiki xóa bài ngay. Mã Tuấn Phi không ngừng tỏ vẻ áy náy với Tiêu Ngọc Hoành. Kiki hồ đồ quá rồi, tôi thay con bé xin lỗi cậu. Tiêu Ngọc Hoành tựa vào thành ghế, không biết nói gì. Anh xin lỗi gì chứ, cũng đâu phải lỗi của anh. Tôi là anh trai nó, tôi phải chịu trách nhiệm. Mã Tuấn Phi nghiêm túc nói lại xin lỗi. Thực sự rất xin lỗi. Thôi, tôi cũng đâu có giận. Tiêu Ngọc Hoành nói chẳng quan tâm, nghĩ ngợi rồi hỏi anh ta. Anh và em gái anh ở cùng nhau à? Tiêu Ngọc Hoành nhớ bố mẹ họ ly hôn, mẹ ngoại tình, hai đứa con theo bố. Nhưng vì chuyện làm ăn mà trong nhà quanh năm chỉ có hai anh em. Có người nói bố họ cũng có đàn bà bên ngoài, nhưng tình hình cụ thể thì Tiêu Ngọc Hoành không rõ. Đúng vậy, Mã Tuấn Phi đáp. Khuyên anh một câu, Tiêu Ngọc Hoành nghiêm túc. Tách ra ở riêng đi, như thế mới có lợi cho cả hai người. Tiêu Ngọc Hoành cảm thấy việc này Mã Kỳ Kỳ hơi quá đáng rồi. Nhưng cô ta dám làm như vậy, quả thực Mã Tuấn Phi cũng không tránh khỏi chịu trách nhiệm. Mã Tuấn Phi khựng lại, sau đó giọng nghiêm túc hẳn lên. Không nghĩ ngợi gì mà từ chối ngay. Xin lỗi, trước khi em gái tôi kết hôn, tôi sẽ không rời bỏ con gái, con bé. Được thôi, Tiêu Ngọc Hoành nhẹ câu mày. Vậy cứ thế đi. Cúp máy xong, Tiêu Ngọc Hoành hiểu ra bài đăng đó chắc là không xóa được rồi. Có điều cũng chẳng sao. Tiêu Ngọc Hoành lại hớn hở gửi một bức ảnh cho Vương Tiểu Thiên đang bị mây mù che phủ trên giường trên. Vương Tiểu Thiên cầm điện thoại lên xem. Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều gửi ảnh. Sương xám đỏ, rẻ tà, sao, cao siêu dâm đãng. Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều. Bà xã, mặc cái này, mặc cái này. Hệ thống, đối phương đã phát lì xì cho bạn. Lời nhắn, anh. Hệ thống, đối phương đã phát lì xì cho bạn. Lời nhắn, yêu. Hệ thống, đối phương đã phát lì xì cho bạn. Lời nhắn, em. Vương Tiểu Thiên đè điện thoại xuống, trùm chăn lên, lựa chọn tử vong. Chương 49. Vương Tiểu Thiên cuối cùng vẫn nhận ba cái lì xì kia với ý nghĩ để cho chắc. Cùng lắm không dùng đến thì lại trả về. Nhìn từ tình hình hiện tại, chắc Tiêu Ngọc Hoành đã thôi nghi ngờ cậu rồi. Nhưng Vương Tiểu Thiên lại sợ. Sợ hắn có khi đang cho mình vào trong, sau đó tìm cơ hội vạch mặt cậu. Trong tay Tiêu Ngọc Hoành không hề có chứng cứ chứng tỏ cậu là Hàn Tuyết Thiên. Em gái cũng bảo vệ cậu rất tốt. Nhưng nếu Hàn đã biết thừa rồi, muốn túm được sơ hở của cậu rất dễ. Ví dụ như lúc cậu ra khách sạn thay đồ nữ, sau đó đối phương là một quả tông cửa xông vào chẳng hạn. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vương Tiểu Thiên không biết có nên liều mà cược ván này không. Vì thế cậu nghĩ rồi lại nghĩ, xong bèn hỏi Tiêu Ngọc Hoành. Sư phụ Trơm Trơm, mặc sơn xám xong có được thưởng gì không? Tiêu Ngọc Hoành biết không cho cậu chút lợi, cậu sẽ không làm. Thế là vui vẻ nói, em muốn gì thì đều cho em hết. Bố muốn tài khoản của mày. Vương Tiểu Thiên lẩm bẩm trong bụng, nhưng lại không thể nói ra được, sợ Tiêu Ngọc Hoành nghi ngờ. Nghĩ một chút, Vương Tiểu Thiên nũng nịu nói với Tiêu Ngọc Hoành, vậy em muốn sư phụ Trơm Trơm hứa với em một chuyện. Tiêu Ngọc Hoành lẹ làng vung lưỡi hái giết chết một quái tượng đá, sau đó quay lại nhìn Vương Tiểu Thiên, rất thoải mái. Em nói đi. Giờ người ta chưa nói đâu, chờ nghĩ xong đã rồi nói lại với sư phụ Trơm Trơm nhé. Vương Tiểu Thiên ẻo là nói, cho mình một cái bảo đảm. Như vậy lỡ chưa trộm được tài khoản mà đã bị vạch trần trước, cậu cũng có thể dùng điều kiện này để đòi tài khoản của Tiêu Ngọc Hoành. Mà nếu như thuận lợi lấy được tài khoản, vậy thì sau khi áp chế được cũng có thể dùng điều kiện này để giữ mạng. Ví dụ như có thể bảo hắn quỳ xuống xin lỗi. Vương Tiểu Thiên do dự, nhưng mau chóng gạt bỏ suy nghĩ này. Một là cảm thấy không đủ sướng, hai là nếu cậu thuận lợi hack được nick, cũng không nhất định lộ thân phận, hoàn toàn có thể dùng kỹ thuật hacker cao siêu của mình để lấp liếm. Chuyện cậu là Hàn Tuyết Thiên, đương nhiên là giấu được thì cứ giấu. Tiêu Ngọc Hoành nghe Vương Tiểu Thiên yêu cầu như vậy, cũng không nghĩ gì nhiều. Hai người ở ngay trong một phòng ký túc, cậu có thể yêu cầu gì quá đáng được. Nếu thực sự quá đáng, thì cùng lắm hắn ngày nào cũng đạp ván giường cho cậu khỏi ngủ. Thế là đồng ý luôn. Được. Hai người trong phòng, hai người trong lòng đều mang ý xấu, phối hợp ăn ý. Vương Tiểu Thiên bắt đầu lần mò nghĩ vụ đồ nữ, cũng thầm an ủi bản thân. Đằng nào cũng mặc một lần rồi, mặc thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Chỉ tội khẩu vị của Tiêu Ngọc Hoành khiến cậu không chịu nổi. Sao lại thích sườn xám dê sẻ cao vậy? Đồ bó như thế, vóc người đuần đuẫn của cậu làm sao mà chống đỡ nổi? Thế là thử nũng nịu thương lượng với Tiêu Ngọc Hoành. Sư phụ Trơm Trơm, nhất định phải mặc sườn xám sao? Tiêu Ngọc Hoành nghĩ ngậm, nghĩ, cho cậu một lựa chọn khác. Vậy thì đồ bơi đi, cũng có thể vừa ngâm mình vừa video call cho anh. Thực ra sườn xám cũng rất tốt. Vương Tiểu Thiên miễn cưỡng, cười, bẻ gãy cây bút chì trong tay. Khốn nạn miễn bản, nếu mình mà là con gái thật thì đã cho một phát dáng long thập bát trưởng rồi. Vương Tiểu Thiên bất lực nằm trên giường lượn tao bao, tìm một shop khá nổi tiếng hỏi xem có sườn xám size lớn không. Tư vấn rất nhiệt tình. Biết Vương Tiểu Thiên cao 1m79,
Bèn nói chỉ có thể đặt làm, sau đó hỏi số đo 3 vòng của cậu. Vương Tiểu Thiên bèn lấy cái thước kẻ mềm trong dụng cụ, hộp dụng cụ ra nhét vào trong túi quần. Lúc ra nhà tắm, rửa thuận tiện đo một lượt, sau đó báo cáo cho shop. Chỉ có điều đến vòng ngực thì nói phét, tăng thêm 10 cm. Dáng bạn đẹp thật đấy, bằng người mẫu rồi. Bên shop khen Vương Tiểu Thiên một câu, lại bảo cậu chọn chất liệu vải. Vương Tiểu Thiên không muốn chọn loại tốt quá, đằng nào cũng chỉ là đồ mặc một lần rồi vứt. Thế là chọn loại vải đỏ kém nhất, lại mặc cả đông tây nam bắc với shop một hồi, cuối cùng quyết giá 500 tệ tròn. Sơn xám đặt mày đắt vậy sao? Vương Tiểu Thiên mở mang tầm mắt rồi, đau lòng chết đi được. Nhưng nghĩ lại thì tiền bỏ ra là của Tiêu Ngọc Hoành, thế là lại hớn hở ngay. Sau đó lúc cậu lén lút chuẩn bị, Tiêu Ngọc Hoành lén lút quan sát toàn bộ quá trình. Xem cái mặt ghét chứ kìa, mua đồ dài phải không? Tiêu Ngọc Hoành thầm nghĩ, sau đó nhắn tin sang hỏi, quả nhiên là mua rồi. Tiêu Ngọc Hoành bèn đòi cậu Linh xem kiểu dáng thế nào. Sau đó Vương Tiểu Thiên bảo hắn là đặt may. Đặt may, Tiêu Ngọc Hoành hơi tiếc hận, lại hơi chờ mong. Sau đó phát cho cậu 3 cái lì xì bự. Vương Tiểu Thiên thay đổi thái độ trước đó, may mắn nhận sạch. Mau mắn nhận sạch. Đồ bao lâu nữa thì đến thế? Đừng vội mà, đến chưa? Vẫn chưa. Chuyển phát nhanh đến đâu rồi? Còn chưa giao hàng nữa. Vương Tiểu Thiên bị Tiêu Ngọc Hoành làm phát phiền, thẳng tay tắt thông báo tin nhắn. Trong thời gian đợi sườn xám, hai người vẫn duy trì tình yêu hoa nhựa trong game. Bài đăng trên diễn đàn cuối cùng vẫn không xóa, nhưng vì Tiêu Ngọc Hoành và Vương Tiểu Thiên đều không phản ứng gì, thế nên độ hot cũng từ từ hạ xuống. Mã Kỳ Kỳ thấy trò vặt của mình không chia rẽ được hai người, rất là buồn. Với lại hôm đó còn cãi nhau om sòm với Vương Tiểu Thiên ngay trước mặt mọi người, vì thế đuổi giết cậu khắp nơi. Vương Tiểu Thiên thường xuyên còn chưa kịp phản ứng, đã bị Mã Kỳ Kỳ quạt cho cái chết tươi. Ông sẽ châm châm báo thù cho em, Vương Tiểu Thiên thả chó. Sau đó Tiêu Ngọc Hoành vác lưỡi hái xông ra, ra tay không chút lưu tình, đánh bại Mã Kỳ Kỳ liên tục, khiến Mã Tuấn Phi núp trong bóng tối xem trộm, không thể không ra tay giúp đỡ. Sau đó nữa, Tiêu Ngọc Hoành nằm xuống bên cạnh Vương Tiểu Thiên. Chết rồi, xoa xoa. Anh lấy được tên gọi môi tinh cao chiếu rồi này. Trùng hợp ghê, em cũng có môi tinh cao chiếu. Hai người nằm dưới đất, tay nắm tay, hớn hở khoe danh hiệu tử vong, rất có cảm giác tìm vui trong khổ. Hai đối hai thực sự đánh không lại. Tiêu Ngọc Hoành và Mã Tuấn Phi trình độ tương đương, Mã Kỳ Kỳ lại là nhất tỷ server này, liên tục giết chết Vương Tiểu Thiên. Vì chênh lệch quá lớn, Tiêu Ngọc Hoành phải dùng một đấu hai, bị đánh phủ đầu rất là ấm ức. Thế là không thèm dậy nữa, cứ nằm dưới đất thủ thỉ nói chuyện với Vương Tiểu Thiên. Chờ em lên cấp 80 rồi, anh sẽ làm trang bị cho em. Tiêu Ngọc Hoành nói với Vương Tiểu Thiên, tuy giờ cũng có thể làm cho Vương Tiểu Thiên vài món trang bị tốt cấp thấp, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Làm rồi thì cũng vẫn bị Mã Kỳ Kỳ giết chết thôi. Thà chờ lên hạn cấp 80 rồi làm luôn một bộ đỉnh cấp cho xong. Làm cho em, Vương Tiểu Thiên chơi game cũng được 2 tháng rồi, đã hiểu được không ít thứ, biết trang bị đỉnh cấp giá cả rất đắt, một món cũng phải hơn mấy nghìn vạn. Hắn cũng nỡ cơ à? Có điều như thế cũng tức là hắn tin mình là con gái. Vương Tiểu Thiên ngẫm nghĩ, nếu như hắn đã biết mình là Hàn Tuyết Thiên thì không thể nào giúp mình làm trang bị, treo lên đánh nghe còn được. Vương Tiểu Thiên bèn yên tâm không ít, cậu nằm dưới đất quay lại nhìn người bên cạnh. Nghĩ một hồi rồi nói, thôi em chơi game chỉ để chơi với anh thôi, làm trang bị cho em cũng phí, cho em thăng cấp kha khá rồi thì nấp trong đám người, sau đó búp cho anh. Tiêu Ngọc Hoành cảm động rối tinh rối mù, đột nhiên phát hiện người này vẫn còn chút lương tâm. Sau đó Vương Tiểu Thiên nghĩ tiếp, đến lúc đó trộm trang bị của mày đem ra mặc là được. Từ lúc đặt hàng cho đến lúc nhận hàng được sườn xám tổng cộng là nửa tháng, thành phố X đã mở hệ thống sưởi rồi, còn trong phòng dù có đeo tất chân cũng vẫn cảm thấy lạnh. Vương Tiểu Thiên bèn tìm khách sạn nào có điều hòa hai chiều. Lần này cẩn thận tránh Mã ra, đồng thời cố ý bắt taxi đến một khách sạn rất xa trường, thậm chí trước khi vào khách sạn còn nhìn xung quanh một lượt. Chắc chắn không có ai khả nghi bám theo mình mới lén lút chui vào trong. Thuê phòng, hành động. Tóc giả lần trước vứt mất rồi, Vương Tiểu Thiên mua bộ mới, tiếc mãi, biết còn phải mặc đồ nữ lần nữa thì đã giữ lại. Vứt tóc giả lên giường, Vương Tiểu Thiên mở ba lô lấy túi đồ vẫn chưa mở ra, gói ghém cũng kỹ lắm. Mở ra xem thử thì kinh ngạc, không phải chất liệu không tốt mà là chỗ ngực sườn xám có một lỗ hổng cực gợi cảm, hai bên xẻ rất cao, dùng dây thắt lại rồi kết nơ bướm. Shop còn quan tâm tặng thêm một chiếc quần bảo hộ màu đen viền ren. Bà chấm, Vương Tiểu Thiên lặng lẽ hỏi trời xanh. Nhớ lại đợt trước shop còn hỏi cậu mặc trong trường hợp gì,
Kết hôn, ngày thường, cosplay. Shop thuận miệng hỏi mấy cái. Vương Kiểu Thiên nghĩ đến hình ảnh sexy mà Tiêu Ngọc Hoành gửi sang, chọn cái giống nhất. Cosplay. Sau đó đồ làm ra thực sự rất có phong thái hoạt hình. Vương Tiểu Thiên sầm mặt, rất muốn trả hàng. Nhưng vì là đặt may nên chắc chắn không thể trả được. Chỉ hận mình lúc đó quá tin tưởng bên giao hàng, giao toàn quyền thiết kế sườn xám cho đối phương. Hết cách rồi, Vương Tiểu Thiên đành phải giật gồng người mặc vào. Không hổ là đặt may, eo vừa khít, chỉ tội ngực thì rỗng tuếch. Vương Tiểu Thiên lấy ngực giả do đại thần giả gái đề cử, chẽ nhét trái, phải, nhét xong mới phát hiện hơi chật. Đứng trước gương soi, chỗ khoét ở ngực hơi lộ ra viên ngực giả. Vương Tiểu Thiên bèn chỉnh lại một chút, chắc chắn không nhìn thấy nữa mới bắt đầu làm cái khác. Sau đó làm mãi lại chạy lên giường, chịu thôi, mở điều hòa rồi mà vẫn lạnh. Thế là trùm chăn ngồi khoanh chân trên giường trang điểm. Tốn 2 tiếng đồng hồ mới loanh quanh xong. Vương Tiểu Thiên nhảy ra trước gương xem thử, khuôn mặt trắng nõn không khỏi đỏ lên mấy phần. Cứ thế này đi, Vương Tiểu Thiên lại nhảy về giường, sau đó hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra gọi Tiêu Ngọc Hoành. Hàn Tuyết Thiên, sư phụ Thơm Thơm, đồ đến rồi, đã mặc rồi. Trong ký túc, Tiêu Ngọc Hoành đang nói chuyện trong group cán sự trường không khỏi sững ra. Ngẩng đầu nhìn lên giường trên, trống không. Tiêu Ngọc Hoành giờ mới kinh ngạc. Được lắm, không ngờ lại giấu hắn làm xong xuôi đâu đấy rồi, rõ ràng không thấy cậu đi lấy đồ mà nhỉ. Tiêu Ngọc Hoành nghĩ, sáng thấy cậu đi còn tưởng lên thư viện cơ. Vương Tiểu Thiên lén lén lút lút cũng giỏi thật. Tiêu Ngọc Hoành định thần lại, quay đầu liếc mắt nhìn hai người trong ký túc đang chơi game. Tiêu Ngọc Hoành hơi kiêng dè bọn họ, bèn cúi đầu gõ điện thoại. Em chờ anh 10 phút. Tin nhắn vừa gửi đi, Tiêu Ngọc Hoành còn chẳng thèm tắt máy tính, cầm điện thoại lấy áo khoác hấp tấp lao ra ngoài, sau đó chạy suốt một đường trong gió lạnh, đến khách sạn gần trường nhất, rồi đặt phòng đi vào. Nhìn đồng hồ, từ lúc hắn nhắn tin cho Vương Tiểu Thiên đã quá 12 phút, Tiêu Ngọc Hoành ngồi trên chiếc giường màu trắng thở dốc mấy hơi, sau đó cong khóe miệng, vui vẻ gửi lời mời video cho Vương Tiểu Thiên. Hơi căng thẳng, Tiêu Ngọc Hoành liếm môi, vô cùng mong chờ Vương Tiểu Thiên khi hóa trang thành con gái. Đây cũng là người con gái từng khiến hắn động lòng. Trong lòng hắn vẫn có chút địa vị. Hồi trước, sau khi biết cô nàng thực ra chính là Vương Tiểu Thiên, trong lòng không hề có một chút thất vọng hay phức tạp gì. Nhưng may là tâm thái hắn đủ tốt, cũng quan tâm đến vị giường trên hơn là Vương Tiểu, hơn là Hàn Tuyết Thiên. Không thì đã sớm xách cổ Vương Tiểu Thiên ra đánh rồi. Có lẽ chính là vì từng động lòng, vì thế cho dù thế nào cũng vẫn muốn nhìn thấy lần nữa. Tiêu Ngọc Hoành mong chờ, sau đó yêu cầu video call được chấp nhận. Trong màn hình là một cô gái trẻ, mi mục như chanh, tóc dài đến eo. Trên người mặc bộ sườn xám đỏ rực bó sát, rất hợp với đôi môi hoa hồng. Sườn xám không có tay, trên ngực có đường khoét khiêu gợi, lộ ra da thịt trắng như tuyết. Cổ áo thắt rất chặt, che đi hầu kết của cô nàng. Tà hai bên sườn xám xẻ vô cùng cao, gần như đã chạm đến eo. Xuống dưới nữa chính là quần bảo hộ màu đen viền ren. Yêu nghiệt mà không mất đi sự thanh thuần của sự nam, xinh đẹp mà không mất đi anh khí của con trai. Tiêu Ngọc Hoành chấn động đến mức nụ cười trên mặt cứng đơ ra. Sau khi phản ứng lại được, trong tai chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Thực sự giỏi VL. Tiêu Ngọc Hoành đến quỳ với Vương Tiểu Thiên luôn, sau đó mang đôi má hồng hồng nghiêm mặt lại. Không ổn rồi, sắp cong rồi.